giới du đáng Sài Gòn trước năm 1975 Đại ca thầy bố già của Sài Gòn Trước năm 1975 Sài Gòn có bốn chùm du đáng khét tiếng nhất Trong giới gọi là Tứ Đại Thiên Vương Đó là Nhất Đại Nhị Tỷ Tam Cái Tứ Thế Tức Đại ca thầy Huỳnh Tùy Ngô Văn Cái và Ba Thế Đại ca thay được xếp đầu bảng còn được giới du đảng Sài Gòn gọi là vua của các đại ca giới giang hồ. Dây mái hiên dạp chiếu bóng ca thay. Trước năm 1975, ở Sài Gòn, hình ảnh của đại ca thay thường xuyên xuất hiện trên các báo, được nhiều nhà văn khai thác, viết tiểu thuyết, được dựng thành phim, chiếu cả ở nước ngoài. Theo hồ sơ của cảnh sát Sài Gòn, đại ca thay tên thật là Lê Văn Đại, sinh năm 1940, con của ông Lê Văn Cự, tức Hai Cự, và bà Sáu, không rõ họ. Cha của Đại cũng từng là một giang hồ hảo hán ở khu vực chợ cầu muối. Sau năm 1945, Hai Cự rời Sài Gòn đi vào chiến khu rừng xác, gia nhập quân đội Bình Xuyên, bị Pháp bắt đầy ra côn đảo và chết ngoài hải đảo. Vì vậy mà ngay từ nhỏ, Đại đã xa cha sống với mẹ ở đường Đỗ Thành Nhân, nay là đường Đoàn Văn Bơ, quận 4. Quận 4 là vùng đô thị mới ven Sài Gòn, là nơi tập hợp của người dân tứ xứ. Vì vậy mà rất phức tạp, là nơi giới giang hồ Sài Gòn chọn làm thánh địa. Sống trong môi trường đó, lại thừa hưởng gen anh chị của người cha, đại sớm bò học, được đám trẻ lưu lòng trong xóm tôn ở đại ca chưa tới 10 tuổi đầu Đại đã có thể luồn lách vào các chợ sạp hàng ở chợ Vân Đồn Chợ Tôn Thất Thuyết Để ăn trộm dưa, chuối Về chia cho những đứa trẻ đồng cảnh ngộ Sau khi cha chết Mẹ của Đại lấy chồng khác Người cha ghẻ nghiện ngập thường hành hạ vợ và đứa con ghẻ Một lần Đại không kiềm chế được Đã đánh lại ông ta rồi bỏ nhà đi bụi Sống lang thang bằng nghề đánh giày bán bao khu vực ngã tư công lý nay là nam kỳ khởi nghĩa nguyễn công chứ quận 1 sài gòn có một dạp chiếu bóng tên là ca thay là nơi tụ tập của đám trẻ bụi đời trong đó có đại bọn trẻ bụi đời đánh nhau giành khách đứa nào gan lì có sức khỏe để chiến thắng với bản tính liều lĩnh đại cứ lao vào đối thủ buộc đối phương phải đánh cận chiến nhờ vậy mà đại phát huy được những cú đấm của mình kết quả là đại luôn thắng trong các cuộc tỷ thí đại nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của đám nhóc tỳ du thủ du thực với cái tên đại ca thầy đó là vào khoảng năm 1954 lúc đại mới 14 tuổi đời rồi suốt gần 20 năm sau đó cái tên đại ca thay luôn làm cho giới du đảng Sài Gòn và cả những người dân lương thiện mỗi lần nghe tới phải sợ mất phía. liều lĩnh và nghĩa hiệp hàng chục trẻ bụi đời dưới trướng của đại mỗi sáng nhận thùng bánh dày nhận báo túa đi làm nhiều nơi chiều đem tiền về nộp cho đại ca đại mới chút tuổi đầu mà đại đã biết thu phục nhân tâm bằng cách rất hào phóng không bao giờ giữ tiền làm của riêng cho mình mà chê hết tiền cho đàn em những đứa trẻ bụi đời trong nhóm chẳng may bị ế báo hoặc bị mưa ướt hết báo đại chẳng những không bắt đèn tiền cũng không chửi bới đánh đập như những tay anh chị khác mà còn lấy tiền lời chung để bù đắp chia phần cho những đứa trẻ không may tiếng lành đồn xa trẻ bụi đời các nơi rủ nhau về tề tự dưới trước của đại ngày càng đông năm 1955 khu vực giạp hát ca thay được xây dựng chỉnh trang lại đại chuyển sang hoạt động tại khu vực hãng phân bón khánh hội ở quận 4 một lần nữa sự liều lĩnh và lì đòn của đại đã khuất phục được đám trẻ bụi đời ở khu vực Khánh Hội, quanh cầu ông Lánh, là khu vực nổi tiếng về giang hồ giao búa. Lúc ấy khu vực cầu Mống Dân Sinh, cầu ông Lánh, được dân giang hồ gọi là khu da heo, do một tay giang hồ nổi tiếng tên là Tám Lâu Cai Quản. Tất cả người buôn bán đều phải đóng sâu cho tám lâu để được yên ổn làm ăn. Một lần chứng kiến, thằng nhóc đánh giày từ đâu mới tới đánh đấm ra trò tám lâu thấy có cảm tình kêu đại đi nhậu và kết nghĩa anh em lúc ấy tám lâu phải sợ một tay giang hồ uy thế hơn tên là bé bún được xem là chùm du đang quần bốn bé bún cậy đông thường kéo qua thu thuế bà con tiểu thương chợ vừa cầu muối tám lâu phải làm ngơ cho băng của bé bún cướp bóc ngay trên lãnh địa của mình một ngày cuối năm 1957. Thấy đại ca tám lâu thở ngắn than dài, chuyện băng đảng của bé bún ngày càng lộng hành. Đại ca thay nốc cạn ly rượu và nói, Anh tám để em lo. Sông đại dắt mấy dù đáng nhí, vác dao qua bến vân đồn khiêu khích bằng bé bún. Bị xúc phạm, bé bún huy động toàn bộ lực lượng tấn công sang khu gia heo để hỏi tội tám lâu làm tám lâu và đám đàn em hoàng sợ bỏ chạy. Trong khi đại ca thầy đã âm thầm cùng các đàn em răng bẫy, đợi cho băng bé bún lọt vào thế trận là đánh tới tấp. Bằng dù đã người lớn bị bất ngờ không kịp trở tay. Đám giang hồ tuổi 16-17 tả sung hữu đột, lăn xả và chém quân bé bún. Xong sọc thẳng sang cả bên kia cầu, tràn vào cả thánh địa của bé bún, tặng cho tên giang hồ lừng danh này mấy nhát dao. Sau khi ra viện, bé bún và đám đổ để không dám bén màng sang giành bối và khu da heo nữa. Từ đó đàn anh tám lâu đâm ớn tài nghệ và sự lì đòn của đại ca thay Để rồi chỉ cần thêm một vài phi vụ nữa, tám lâu phải tự giác nhường ngôi trùm du đáng khu da heo cho đại ca thầy, còn mình thì lui về làm thái thượng hoàng. Vậy là chưa đầy 20 tuổi, đại ca thay đã trở thành trùm du đáng của khu vực da heo một trong những địa bàn phức tạp nhất Sài Gòn khi ấy. Trở thành trùm du đáng Sài Gòn. Cả quyền lực và tiền bạc đều đến với đại ca thay dồn dập trong những năm đầu thập niên 1960. Đến năm 1963, đại ca thay trở thành một ông trùm khét tiếng cả Sài Gòn. Hầu hết các nhà hàng khách sạn, động mại dâm, tiệm hút chích, sàn nhảy khu vực quận 1, quận 2, quận 3 Đều chịu sự bảo kê của Đại Các vũ trường nổi tiếng như Olympic, Queen Bee Bakaza, Paramount Đều có phần hồn của Đại Dù trên thực tế hắn chẳng cần Phải bỏ ra một đồng nào Dù vậy Nguồn lợi lớn hơn cả của Đại ca thay Không phải là tiền bảo kê Mà chính giới doanh nghiệp làm ăn lớn Mới là những nhà tài trợ Tình nguyện để Đại nuôi quân Bù lại họ nhờ Đại ca thay Làm hậu thuẫn khi cần gây sức ép hay giành giật trên thương trường với kẻ khác hoặc cần thiết phải đòi một món nợ khó đòi nào đó những khách hàng của đại ca thầy lúc đó có cả anh em tỷ phú hoàng kim quy vua kém gai xí ngàn mặt dỗ vua thuốc bắc la thành nghệ vua thuốc đỏ và hơn chục ông vua các ngành nghề khác của người hoa là những người đều đặn chu cấp cho đại tuy nhiên lúc ấy ở sài gòn chợ lớn đã có ba tên tuổi lớn khác trong dưới giang hồ đó là huỳnh tỷ ngô văn cái và bà thế thầy đại ca thầy nhỏ mà chơi hỗn nhiều lần xâm phạm lãnh địa của các đàn anh huỳnh tỷ và ngô văn cái quyết định phối hợp để dàn mặt thằng nhỏ chưa sạch nước mũi đã dám vuốt dâu hồn hai tên giang hồ cộm cán này họp nhau tại vũ trường Ajito, sau này là khách sạn lê lai cạnh khách sạn new Quốc được sự hậu thuẫn của một tay giang hồ gốc khác là ba thế chủ vũ trường Azito Huỳnh Tỳ và Ngô Văn Cái mời đại đến vũ trường Azito để bàn chuyện với tính tình lì lợm đại một mình đến hang hùm vừa bước vào vũ trường Azito đại bất ngờ bị ba thế đá lộn cổ xuống cầu thang song bốn đàn em của thế xông và chém đại vừa đỡ đòn vừa tìm đường thoát thân mình mẩy đầy thương tích hơn một tháng sau Khi những vết thương chưa kịp kéo ra non Đại ca thay đã âm thầm dắt dao đi đòi nợ Cả Huỳnh Tỷ, Ngô Văn Cái và Ba Thế Đều lần lượt bị đại chém trọng thương Điều kinh khủng là sau khi chém Huỳnh Tỷ Cố ý chém trọng thương chứ không để chết Đại nhắn với Ngô Văn Cái là tuần sau sẽ tới lượt hắn Vì cái tội chơi bẩn Đúng một tuần sau Ngô Văn Cái phải ôm đầu máu đi bệnh viện về những nhát chém rất nghề của đại cùng với lời nhắn cho bà thế. Sau khi cả ba đại ca trong giới giang hồ đều trả nợ bằng những nhát dao vừa đủ để theo cả đời, những người lớn đã biết khiếp sợ gửi lời xin lỗi đại ca thầy. Từ đó danh xưng tứ đại thiên vương đại tỷ cái thế trong giới du đãng sài gòn đã xuất hiện chính thức xác nhận đại ca thầy đứng đầu trong giới du đãng sài gòn xã hội miền Nam khi ấy với bộ máy quan chức được mua bán bằng tiền đã dung túng đại ca thay và đám du đảng để mặc kệ cho chúng làm mưa làm gió. Thuở ấy, Cò Ly, quận trưởng quận 1 đã công khai bảo kê cho đại. Hàng tháng, đại đều có những khoản riêng béo bờ tuần vào cửa sau cho vợ ông Cò. Mỗi buổi chiều thứ bảy, Cò Ly và đại ca thay lại sát vai nhau bước vào các vũ trường, nhà hàng sang trọng ăn chơi đập phá thâu đêm thế giới giang hồ cả sài gòn chợ lớn đã về thuần phục dưới trướng của đại ca thay thằng nhỏ bụi đời thất học ngày nào giờ có thể làm thay đổi cả xã hội sài gòn nếu nó muốn ngày tàn của đại ca thay sau này khi nhắc về chùm du đãng đại ca thay có ý kiến cho rằng nếu đại bớt một chút giang hồ thêm một chút trí tuệ có lẽ y đã trở thành một bố già Một dạng mafia theo kiểu ý Cứ ngỡ mình là nhất thiên hạ Xem thường mọi thứ trên đời Sống bạt mạng theo bản năng Đại ca thay trở thành cái gai trong mắt của một số người Họ buộc phải nhổ bỏ Cái chết của đại ca thay Từng làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực ở Sài Gòn Từ chuyện coi trời bằng vùng Thời ấy Nhiều tướng lĩnh quân đội, cảnh sát vì bất lực cũng có Mà vì đi đêm với thế giới giang hồ cũng có Họ sẵn sàng dựa vào bọn du đáng Để làm hậu thuẫn cho mình Nhưng chuyện gì cũng có kinh ngưỡng của nó Sự ngang ngược coi thường luật pháp của đại ca thay Và băng du đáng của hắn Ngày càng làm cho các quan chức Và cảnh sát Mang tiếng cảm thấy bối rối Với cá tính cao bồi của mình Thay vì trị đại Về tội ngông nghênh Coi thường pháp luật tướng nguyễn cao kỳ đã tìm cách chinh phục đại một lần tướng nguyễn cao kỳ cho gọi đại đến gặp và nói giọng bề trên tôi biết anh là người có chí nhưng luật là luật anh không thể trốn quân dịch mãi được về làm vệ sĩ cho tôi anh vừa khỏi đăng lính lại vẫn có quyền hành anh cứ suy nghĩ cho kỹ ba ngày nữa trả lời tôi cũng được tướng kỳ vừa dứt lời đại ca thay đã trả lời ngay Dạ cảm ơn thiếu tướng Đã có thịnh tình chiếu cố Phiền nỗi tôi đi đâu cũng có cả chục gạc đờ co hộ tống Giờ tôi lại làm gạc đờ co cho người khác Không lẽ để cho tụi nó thất nghiệp Tướng Kỳ bị chạm tự ái Nhưng vẫn kiềm chế thuyết phục Làm vệ sĩ của tôi Anh là nhân viên công lực của quốc gia Danh giá đâu kém cạnh gì ai Là quý anh tôi mới bảo thế Chứ nếu cần vệ sĩ tôi đâu thiếu người giỏi Đại ca thầy dứt khoát Dạ xin lỗi Tôi không thể hậu thiếu tướng được Tướng Kỳ thất bại Đến lượt tướng Sáu Lèo Nguyễn Ngọc Loan Giám đốc nha cảnh sát Đô Thành Thử thu phục đại Tướng Loan chờ mở trung tâm bài trừ du đáng Và lập biệt đội hình cảnh Được bắn bò bất cứ tên du đáng nào Nếu chúng gây án và chống lại cảnh sát vừa dương oai nguyễn ngọc loan vừa muốn thu phục đại để qua đại mà dẹp yên nạn du đáng trên đất sài gòn nguyễn ngọc loan cho mời đại ca thầy đến nhà cảnh sát đô thành và nói tôi sẽ nhận anh vào chức vụ đại úy phó ty cảnh sát quận bảy anh được toàn quyền hành động nhưng phải giúp tôi tiêu diệt hết đám lưu manh du đáng đại ca thầy thẳng thừng từ chối tôi xuất thân dù đãng làm sao có thể quay lưng diệt dù đãng được nếu tôi nhận lời dù đãng không chém tôi cũng chết vì thân bại danh liệt nguyễn ngọc loan tiếp tục giàn mặt tôi không ép nhưng anh giải tán băng nhóm không được lộng hành tôi không thể để anh muốn làm gì thì làm đại ca thầy trả lời giang hồ không có vua tôi đâu có thể ra lệnh cho các băng khác được Cuộc gặp kết thúc Nội dung các cuộc gặp nói trên đã nhanh chóng lan truyền trong giới du đáng Và tiếng tâm của đại ca thay càng nổi như cồn Trong giới giang hồ Vì dám vuốt dâu hồn Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Ngọc Loạn. Cái chết của đại úy Trần Kim Chi Một buổi tối Đại và đàn em đến vỗ trường Olympic để đập phá Như thường lệ đám ca ve ủa tới vây đấy đại Và bọn du đáng Vì sợ cũng có mà vị đại rất hào phóng cũng có. Mỗi lúc sau đám lính của tướng Nguyễn Ngọc Loan trong những bộ đồ rằn di sọc vào, kéo ghế ngồi, nhưng không thấy ca ve nào đến phục vụ. Một tay thiếu ý tên Hải rời khỏi bàn, đến đứng đối diện với đại ca thầy hất hàm nói. Sàng bớt cho tụi này mấy em chứ, để bên này ngồi không coi sao đặng. Một cận thần của đại là Hải súng hất mặt nói. Đâu có được, Châu chậm phải uống nước đục trách gì Tài thiếu ý đưa tay vào bụng Cố ý làm lộ khẩu súng và nói Đừng chơi quê tụi này chứ Thiệt người tanh không ăn được Đừng dọa nhau Tụi này không thích Hải súng trả lời Bị khiêu khích Tên thiếu úy Hải sấn tới chụp lấy tay của ca ve Kéo về phía mình tuyên bố Không thích cũng bắt Hải súng chụp chai Black and White trên bàn ném mạnh vào mặt đối thủ. Thiếu úy Hải buông Coca Ve tránh đòn và móc súng. Đại ca thầy hét lên. Tụi nó chơi súng, rút, tụi bay. Một viên đạn bắn trúng vào đầu gối làm đại gục xuống. Hải súng sốc đại lên bỏ chạy khỏi vũ trường. Trong lúc một đàn em khác là lâm chín ngón, có dắt súng theo, đã đỏ súng cầm chân đám lính. Hai bên bắn nhau loạn xạ nhưng vì đèn trong vũ trường vụt tắt nên không gây thương vong gì thêm. Nhiều đàn em của đại đã bị cảnh sát truy bắt tống ra. Thoát chết trước hỏng súng của cảnh sát, nhiều chiến hữu lại bị cảnh sát bắt giam. Đại ca thay như biết điều hơn. Trong một buổi tối, đại bao nguyên nhà hàng Paramount mời đại úy cảnh sát Trần Kim Chi đến dự tiệc. Đại mời lời, nếu đại úy chịu tha một số anh em của tôi vừa bị bắt, Chúng tôi sẽ không quên ơn anh Viên đội trưởng Biệt đội hình cảnh Cũng thuộc loại ngang tàng Từ chối thàng thừng Ăn nhậu là ăn nhậu Bắt là bắt Nếu anh mời tôi đến đây là để mặc cả Thì coi như tiệc tàn tôi xin cứu Bình thường thì có lẽ Máu côn đồ của đại ca thay sẽ nổi lên Nhưng do đang yếu thế Nên đại vẫn nhỏ nhẹ Ồ không không Nếu đại úy không ưng thuận thì thôi sau buổi tiệc đó không lâu Đại úy Trần Kim Chi Đã bị một chiếc xe chở gỗ Bất ngờ đụng ngang chiếc xe hơi CV2 của ông ta Khi viên đại úy này đang đi công vụ Trên xa lộ Làm ông ta chết tại chỗ Chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy mất Cả giới du đáng Sài Gòn Và lực lượng cảnh sát Đều cho rằng chính đại ca thay Đã sát hại đại úy Trần Kim Chi Ngày tàn của đại ca thay tháng 8 năm 1966 Đại bị mời tới tổng nha cảnh sát Đại vẫn nghĩ rằng như bao lần trước Tướng Loan mời hắn đến để thuyết phục cộng tác Thế nhưng tên trộm dù đáng đã không thể lường trước tình huống xấu nhất Hắn bị bắt giam Ngày 28 tháng 11 năm 1966 Đại bị đưa ra giam giữ tại đảo Phú Quốc Cùng bị lưu đầy hải đảo với đại ca thay Có một số giang hồ cộm cán Như Bảy Si, anh vợ năm cam sau này lâm chín ngón hải súng trên đảo phú quốc đại và băng nhóm bị nhốt trong trung tâm hướng nghiệp do nguyễn ngọc loan thành lập nhằm bài trừ du đãng gọi là hướng nghiệp nhưng kỳ thực đám du đãng suốt ngày chỉ ngồi đánh mạt trượt một hôm đang đánh mạt trượt đã có thay bảo gọi hướng nghiệp nghe thấy chán mẹ đặt tên cho nó đi bác sĩ nghiệp một du đãng có học đề xuất bốc đại một con mạt trượt chúng con gì thì đặt tên đó đại ca thầy quơ được con cầu sừng vậy là trung tâm hướng nghiệp phú quốc nghiễm nhiên trở thành trại cầu sừng vô tình trại cầu sừng trở thành nơi làm cho bọn du đáng kết tình huynh đệ sâu nặng hơn để sau này khi được thả về đất liền chúng tiếp tục trở thành những băng nhóm du đáng còn dữ dội hơn trước lúc ra đảo trại cầu sừng như một con dấu để xác nhận đẳng cấp giang hồ. Tên nào từng ngồi ở trại cầu sừng sau này nghiễm nhiên trở thành đàn anh, được những tên du đáng trong đất liền nề phục, tôi làm đại ca. Từ khi trở thành trùm du đáng Sài Gòn với cuộc sống đế vương, đại có nhiều mối tình, nhưng cuộc tình sâu nặng nhất của đại là với cô gái tên Nhân, con chủ tiệm đồ gỗ đồng nhân nổi tiếng ở Sài Gòn khi đại và đám đàn em bị tống ra đảo phú quốc nhân treo số tiền 1,5 triệu đồng là số tiền cực lớn lúc đó cho ai có cách cứu đại ca thay đem về đất liền món hời này đã được đại tá long một sĩ quan thuộc lực lượng hải quân chỉ huy tàu tuần lưu nhận giúp đỡ kế hoạch vượt ngục được triển khai theo đó đám lính gác sẽ làm ngơ cho đại ca thay và một số đàn em trốn ra khỏi trại một xuồng máy chở sẵn dưới bãi biển để đưa đám tù ra khơi, rồi có tàu hải quân rước đài về đất liền. Theo đúng kế hoạch, đại ca thay và khoảng một chục đàn em vượt ngục. Nửa đêm ngày 7 tháng 1 năm 1967, đại ca thay dẫn cả bọn đàn em đào thoát ra ngoài. Theo sự phân công của đại, đám tù trốn trại chia làm hai tốp. Tốp thứ nhất gồm năm tên đi trước để nghi binh. Tốp thứ hai có đại ca thay và hải súng chạy theo hướng bờ biển. Thế nhưng khi cả hai tốt vừa lọt ra khỏi hàng rào thì phía trại báo động in ỏi. Tốt thứ nhất bị bắt lại ngay. Đại ca thay và hải súng vội đổi kế hoạch không xuống bờ biển mà chạy vào khu núi tượng. Cùng lúc có tiếng của nhiều chiếc máy bay trực thăng trên đầu cùng ánh sáng của hỏa châu. Nhiều loạt đạn từ máy bay bắn xuống người ta còn nghe nhiều tiếng la hét vọng từ rừng sâu. Kể từ đó không còn ai gặp đại ca thành nữa. Lúc đó dư luận Sài Gòn đặt ra nhiều khả năng về sự biến mất của đại ca thầy như đại đã bỏ đại đã bỏ mạng vì những loạt đạn lúc nửa đêm trên núi tượng rồi rơi xuống vực sâu mất xác đại đã trốn rồi vượt biển qua campuchia đi luôn ra nước ngoài lánh nạn cũng có tin đồn là đại đã lần về được sài gòn và sống ẩn giật với cô vợ tiền nhật Sau đó Cái chết của đại ca thay cũng dần sáng tỏ Biết không trị nổi đại ca thay Nhất là sau cái chết của đại úy Trần Kim Chi Tướng Nguyễn Ngọc Loan Tìm cách loại trừ đại Biết cô nhân Vợ đại Đang tìm cách tổ chức cho chồng vượt ngục Nguyễn Ngọc Loan đã chỉ đạo giàn dựng Một cuộc vượt ngục như thật Sau đó hạ sát đại Một tiểu đội biệt kích do thiếu Ý Trần Tử Thanh chỉ huy, được trực thăng trở từ Sài Gòn ra Phú Quốc thực thi nhiệm vụ. Diệt song đại, toán biệt kích dù đắp mộ chôn không để lại dấu vết. Chính thiếu Ý Trần Tử Thanh sau này đã từng huynh hoang, khoe với nhiều phóng viên của một số tờ báo ở Sài Gòn trước năm 1975 rằng chính tay y đã nổ súng hạ gục đại ca thầy. Huỳnh Tỳ và những ân oán với năm ca trùm xã hội đen năm cam từng làm mưa làm gió sài gòn và kết thúc bằng vụ án năm cam và đồng bọn năm 2003. nghìn năm cam cũng xuất thân từ du đảng sài gòn trước năm 1975. người diều dắt năm cam bảo thế giới tội ác chính là nhị ca huỳnh tỷ trong tứ đại thiên vương thống lĩnh giang hồ sài gòn khi ấy là đại tỷ cái thế tức là đại ca thay huỳnh tỷ ngô văn cái và nguyễn kế thế sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng Trong khi nhiều anh chị đã chết Thân tàn ma giải bị ma túy và bệnh tật Thì Huỳnh Tỳ vẫn gượng lại được Trở thành đồ đệ của Nam Cao Mặc dù trước giải phóng đã là đàn anh của ông Trùm này Trùm Du Đáng có học thức Huỳnh Tỳ là trường hợp Trùm Du Đáng hiếm hoi Không xuất thân từ trẻ bụi đời thất học Huỳnh Tỳ tên thật là Nguyễn Thuận Lai sinh năm 1944 tại quận 1, Sài Gòn. Trong một gia đình yên ấm, được cha mẹ cho học hành đàng hoàng, đến hết lớp đệ tam, tức lớp 10. Cậu học sinh thuận lai hiền lành chăm chỉ, học giỏi đều các môn, đặc biệt yêu thích thơ văn. Năm 1960, khi học hết đệ tam, để nhường sự học cho các em, Thuận Lai rời mái trường lao vào cuộc mưu sinh, phụ giúp gia đình. Lúc ấy cha của Thuận Lai làm nghề lái xe đò Đường dài tuyến Sài Gòn và Lê Thuận Lai theo cha học nghề lơ xe Nghề lơ xe tiếp xúc với đủ mọi thành phần trong xã hội Đã sớm làm cho cậu thư sinh hiền lành Trở thành tay anh chị trên tuyến đường Tiếp thù nhanh, ngõ ngách Nghề đi xe đường dài từ cha Cộng với trình độ học vấn khá Thuận Lai dần trở thành tay lơ xe bản lĩnh Đi xe đỏ đường dài chuyện tranh giành khách giữa các xe rồi câu giờ để rước thêm khách xảy ra như cơm bữa các tài xế và lơ xe thường giải quyết nhau theo luật giang hồ ai mạnh thì thắng ai yếu phải chịu lép vế thuận lai sẵn sàng tỉ thí với các lơ xe khác để giành khách do cha bị bệnh không tiếp tục lái xe đường dài thuận lai cũng chấm dứt hai năm rong ruổi trên đường trở về quận một tìm kế mưu sinh Thời ấy ở đường Lê Lai quận 1 có một dạp hát nổi tiếng tên là Ajito. Năm 1955, gánh hát Kim Trung của một ông Bảo Long từ Hà Nội và Sài Gòn đã lấy giảm Ajito làm hậu cứ. Ăn theo gánh hát, nhiều quán ăn, quán nước trên đường Lê Lai mọc lên như nấm. Khu vực này trở nên náo nhiệt, đồng thời cũng kéo theo không ít dân trộm cắp, móc túi, trẻ bán báo, đánh giày từ các nơi tìm đến làm ăn khu vực này lại nằm giữa một bên là chợ bến thành một bên là ga xe lửa sài gòn vì vậy mà sự náo nhiệt phức tạp càng tăng lên theo đà sôi động của khu chợ và nhà ga nơi đây cũng ra đời các loại dịch vụ cho giới lưu manh trộm cắp như sòng bài động trích tiệm hút ĩ điếm thuận lai nhờ có hai năm chinh chiến bằng nghề lơ xe đã tỏ rõ sự hơn trội so với các băng tép diêu Thuận Lai cùng với hai tay anh chị khác tên là Ngô Văn Cái và Nguyễn Kế Thế đứng ra nhận bảo kê toàn bộ các dịch vụ nhám nhúa này. Lúc mấy từ Hà Nội vào, Bầu Long và gánh hát Kim Trung đã thu dụng một loạt các tay đao búa từng nổi tiếng một thời ngoài Hà Nội để làm chân bảo vệ. Thời ấy, gánh hát nào cũng có lực lượng bảo vệ đầu gấu để đối phó với những nạn côn đồ. Đám bảo vệ đầu gấu của gánh hát Kim Trung không chỉ giữ yên cho gánh hát mà còn hay tụ tập tại quán kiều tránh cạnh giảm Azito để dương ngoài. Nhiều trận hỗn chiến, tóe lửa giữa nhóm của Thuận Lai với đám bảo vệ này đã xảy ra. Cuối cùng phần thắng đã thuộc về Thuận Lai. Làm gọi được nhóm bảo vệ của Bầu Long, Thuận Lai và đám chiến hữu kéo đến đập phá gánh hát Kim trùng Đầy yên thân, Bầu Long đã hạ mình đến gặp Thuận Lai xin lỗi về chuyện thất lễ đã qua rồi mời băng của thuận lai làm bảo kê cho gánh hát kiềm trục cứ thế bằng dù Đãng tam đầu chế thuận lai ngô văn cái và nguyễn kế thế nổi lên khắp khu vực trung tâm sài gòn lan cả ra quận một chúng thường tụ tập nhậu tại dạp hát azito nên được giang hồ gọi là băng azito cách thức hoạt động của băng azito do thuận lai cầm đầu là cho đàn em đi quậy phá nhà hàng quán ăn doanh nghiệp nào đó trên địa bàn. Song Thuận Lai cứ đặt vấn đề bảo kê để không bị quấy phá. Cứ vậy, dần dần hầu hết dưới làm ăn buôn bán cho khu vực đều trở thành tá điện hàng tuần phải nộp tô cho bằng nhóm Thuận Lai. Lúc này để trốn không đi lính, Thuận Lai phải làm giấy cho nhỏ tuổi, thay đổi họ tên từ Nguyễn Thuận Lai thành Huỳnh Tỷ. Cái tên Huỳnh Tỷ bắt đầu xuất hiện khoảng năm 1963 và nhanh chóng trở thành nỗi khiếp sợ đối với những người làm ăn lương thiện ở quận 1. Bị đại ca thay thu phục Khoảng năm 1964, bằng dù đáng đại ca thay, sau khi thống lĩnh cả giới giang hồ quận 4, bắt đầu trồm sang quận 1, khu vực của Thuận Lai, lãnh địa của hai băng du đãng khét tiếng Sài Gòn bắt đầu chồng lấn lên nhau. Đã xảy ra một vài vụ đụng chạm giữa đàn em của Huỳnh Tỷ và Đại Ca Thay vừa bực tức vừa lo sợ Huỳnh Tỳ bàn với hai phó tướng là Ngô Văn Cái và Nguyễn Kế Thế tìm cách loại đại ca thay ra khỏi thế giới giang hồ Sài Gòn Một buổi tối Huỳnh Tỳ bày tiệc trên lầu giạp hát Asito mời đại ca thay tới gặp gỡ để thông cảm cho những va chạm đã qua của bọn đàn em Lúc ấy dưới giang hồ Sài Gòn vẫn đánh giá cao trình độ học vấn của Huỳnh Tỳ so với đại ca thay không biết nổi tên mình Thế nhưng từ sau cuộc đụng độ giữa Huỳnh Tỷ và Đại ca Thay, cách nhìn của giới giang hồ đã thay đổi. Khi mà kẻ có học lại cư xử khá vô học, còn kẻ thất học lại rất quân tử. Được Huỳnh Tỷ gửi thư mời tới dự tiệc giảng hòa, Đại ca Thay không mảy may nghi ngờ một mình từ quận 4 sang quận 1 vào giáp hát Asito. Chỉ có sự may mắn và khả năng chịu đựng giao búa mới giúp cho đại thoát chết. Chưa lên hết cầu thang, đại cảm thấy trột dạ khi mà nụ cười đón khách của huỳnh tỷ có gì đó thâm hiểm chứ không đàng hoàng trong sáng của kẻ có học chưa kịp chào hỏi đại bất ngờ bị nguyễn kế thế đá lộn cổ xuống thang lầu cùng lúc bốn tên đàn em của huỳnh tỷ xông ra chém đại tới tấp vừa đỡ đòn đại vừa đánh trà để mở đường máu khi lao được ra ngoài đường mình mày máu me đầm đìa đại được đàn em cõng chạy về phía chợ cầu ông Lạnh khi những vết thương còn chưa kéo ra non. Đại ca thay đã một mình lặng lẽ dắt dao đi sang quận 1 để giải quyết ân oán giang hồ. Đàn em đòi đi theo, đại kiên quyết không cho, vì đây là chuyện cá nhân của đại, để một mình đại giải quyết. Chính cách cư xử đầy bản lĩnh và anh hùng của đại ca thay, so với cách đánh lén hèn hạ của Huỳnh Tỷ trước đó, đã làm cho đại ca thay nổi lên như cồn sau vụ đụng độ này. Không biết bằng cách nào, mà cả Huỳnh Tỷ, Ngô Văn Cái và Nguyễn Kế Thế đều lần lượt, lượt nhận đúng một nhát dao của đại vừa đủ để thẹo suốt đời. Nhắm thế không thể đối đầu đại ca thay mà cũng thấy nhục trong dưới giang hồ sau vụ đụng độ đầy tai tiếng này. Huỳnh Tỷ đành bắn tiếng cầu hòa xin gia nhập vào băng của đại ca thay. Để rồi sau đó băng Azito vĩnh viễn bị xóa sổ quân tướng của Azito về quy phục dưới quyền của một đại ca duy nhất là đại ca thay cuộc hợp nhất giang hồ vào cuối năm 1964 đã xóa sổ cái tên Asito đẻ ra danh xưng tứ đại thiên vương đại tỷ cái thế cùng với việc danh tiếng của đại ca thay càng lừng danh gấp bội khắp Sài Gòn ân oán giang hồ với Nam Cam Huỳnh Tỷ lớn hơn Nam Cam 3 tuổi vào đầu thập niên 1960 khi đã nổi danh trong tứ đại thiên vương huỳnh tỷ thu nhận một đàn em tên là năm cam cho làm bảo vệ trong các vũ trường đàn em năm cam không giỏi về đánh đấm nhưng tỏ ra mưu lược nên được huỳnh tỳ tin dùng chính huỳnh tỳ đã cứu năm cam thoát nạn trong một vụ thanh toán bằng súng ngay trong vũ trường sau ngày giải phóng cả huỳnh tỳ và năm cam đều không từ bỏ nghề du đãng nhiều lần vào tù ra khám năm cam dần dần củng cố thế lực đến đầu thập niên 1990 trở thành ông trùm của xã hội đen ở thành phố Hồ Chí Minh. Quỳnh Tỳ bốn nghiện nặng, thường xuyên đói thuốc, hoàn cảnh gia đình khó khăn khi vợ mất để lại hai đứa con nhỏ dại, không bằng nhóm, không nghề nghiệp, Quỳnh Tỳ phải xoay sang mánh mung cỏ con như lắc bầu cua, trích dạo ma túy. Đầu năm 1992, Quỳnh Tỳ lén mở sòng bạc tại một con hẻm trên đường Lê Lai biết chuyện năm cam ra lệnh dẹp. Vì chỉ có năm cam mới có cái quyền mở Sòng bạc ở Sài Gòn. Huỳnh Tỷ không nghe, ngay lập tức Sòng bạc này liên tục bị khám xét. Biết là năm cam ra tay, Huỳnh Tỷ phải đến mời năm cam, hồn bốn danh nghĩa, Sòng bạc tiếp tục hoạt động. Đến cuối năm 1992 thì chấm dứt. Tên tuổi của năm cam bị đưa lên một tờ báo ở Sài Gòn vì những hoạt động bảo kê. Cho rằng năm cam sắp hết thời. Huỳnh Tỳ không chịu cống nạp tiếp Đầu năm 1993 Sòng bạc của Huỳnh Tỳ bị bắt quả tang Nhiều nhân viên của sòng Phải tra tay vào cổng Huỳnh Tỳ may mắn thoát được Bị truy nã Huỳnh Tỳ đến tạ tội với Nam Cam Xin nghĩ tới ân tình cũ mà cứu giúp Nam Cam giang tay đón nhận Huỳnh Tỳ Giao quản lý các sòng bạc khác Ở quận 4, quận 8 Và biên hòa Tháng 9 năm 1995 nam cam lại bị báo chí phanh phui lần này huỳnh tỳ lại trở mặt không cung phụ cho nam cam không lâu sau đó nam cam bị bắt đi cải tạo khi đi cải tạo về nam cam rất giận huỳnh tỳ là người có học mà cư xử vô học từ đó giữa nam cam và huỳnh tỳ không còn ân nghĩa anh em gì nữa bị thất sùng nhưng đó lại là điều may mắn cho huỳnh tỳ bởi nếu được nam cam tha thứ thu nạp một lần nữa Chắc chắn sau đó Huỳnh Tỳ không thoát khỏi bị cáo trong chuyên án Nam Cam và đồng bọn gây xôn xao cả nước. Điện Khắc Kim, tên du đáng xính ngoại. Cuối năm 1960, đầu thập niên 1970, cái tên Điện Khắc Kim nổi trội hơn cả trong giới giang hồ Sài Gòn. Điện Khắc Kim là cái tên duy nhất trong giới tội phạm Sài Gòn chiếm được cảm tình của nhiều người dân thành phố này lý do Điền Khắc Kim chỉ gieo tội ác nhắm vào người Mỹ. Một phi vụ của Điền Khắc Kim thường gồm hai phần: cướp số tiền lớn của một người Mỹ nào đó và hãm hiếp vợ của nạn nhân, chỉ nhắm vào người Mỹ. Vào giữa tháng 2 năm 1968, báo chí Sài Gòn loan tin một vụ cướp khác lạ. Ở thành phố phức tạp hàng ngày diễn ra bao vụ cướp giật này. Vụ cướp nói trên được dư luận chú ý bài lẽ tên cướp đã đột nhập vào một nhà kỹ sư công tránh người Mỹ trên đường Trần Quang Khải. Sau khi khống chế bà vợ ông kỹ sư, cướp số tài sản trị giá khoảng 17 triệu đồng. Lúc đó vàng là 25.000 đồng trên một lượng. Tên cướp còn hãm hiếp nạn nhân, một phụ nữ Mỹ đã đứng tuổi, xong mới tẩu thoát. Mấy tháng sau, những gia đình người Mỹ ở Sài Gòn càng hoang mang cao độ khi liên tiếp ba vụ cướp tương tự được lặp lại với cùng một kiểu cách. Đặc biệt các vụ cướp xảy ra tại cùng một cư xá Mỹ trên đường Trần Cao Vân, quận 1. Tên cướp đã lần lượt dọn sạch những tài sản có giá trị trong ba căn hộ, với tổng số tiền bị cướp khoảng 11 triệu đồng. Cả ba bà vợ Mỹ chủ nhà đều lần lượt bị tên cướp khống chế cưỡng hiệp. Dư luận Sài Gòn như sôi lên khi xuất hiện nạn nhân thứ năm là bà Kalajin, vợ của giám đốc hãng băng đĩa Colombia nổi tiếng. Câu chuyện càng nhuốm màu huyền bí khi cảnh sát không lần ra chút manh mối về tên cướp. Bóng ma cướp của hãm hiếp trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của các gia đình người Mỹ hoặc các bà mệnh phụ có chồng người Mỹ sống ở Sài Gòn. An ninh tại các cư xá Mỹ được tăng cường tối đa. Cảnh sát thay nhau canh gác 24 trên 24 giờ ở những nơi có đông gia đình người Mỹ sinh sống. Dù vậy, tên cướp vẫn cứ ung dung hành động. Tháng 11 năm 1969, hắn đột nhập nhà một gia đình chồng Mỹ vợ Việt ở cư xá Đô Thành. Sau khi khống chế cô chủ nhà xinh đẹp, lấy 6 triệu đồng, tên cướp bắt đầu dở trò cởi áo nạn nhân. Thế nhưng hắn không cưỡng hiếp nạn nhân như lần trước, mà lạnh lùng sách túi tiền bỏ đi. Quá ngạc nhiên, cô gái nạn nhân buột miệng hỏi, Anh tên gì? Tên cướp sững người một chút rồi trả lời Điền khắc kim Tôi chỉ trả thù người Mỹ Chứ không hại cô Xong lao ra ngoài đường Ngày hôm sau Trên trang nhất tất cả các tờ báo ở Sài Gòn Đều đăng tin Điền khắc kim thật to Thế nhưng cái tên Điền khắc kim Vẫn tiếp tục bí ẩn Nhiều tờ báo đã nhảy vào Làm loạt bài điều tra về tên cướp Điện khắc kim Một cuốn sách Mỹ ăn liền Cũng kịp thời ra đời Với bao thêu dệt kỳ bí Giật gân về một tên cướp trả thù dân tộc Xa lưới Lại những vụ cướp hãm hiếp Đầy bí ẩn nhắm vào những gia đình người Mỹ Để rồi một chút sơ suất Đã làm cho Điền Khắc Kim phải xa lưới Tháng 5 năm 1970 Tên cướp đột nhập vào nhà giám đốc Hội cha mẹ nuôi quốc tế Trên đường Trần Quý Cáp Nay là Võ Văn Tần Lúc hai vợ chồng người Mỹ đang ân ái Tiên cướp đã dùng súng khống chế bắt trói người chồng nhét rẻ vào miệng đem nhốt vào nhà tắm thu gom tiền bạc rồi hiếp bà vợ trong phòng tắm tay giám đốc cởi được dây trói bí mật gọi điện cho cảnh sát điện khắc kim bị bắt ra tòa lãnh án 20 năm tù trong trại giam Chí hòa điện khắc kim được đám tù du đảng trộm cướp xếp vào hàng đại ca bởi tiếng đồn trả thù dân tộc chuyên nhắm vào người mỹ Chẳng bao lâu Điền Khắc Kim vượt ngục Thông tin này lại làm cho cả Sài Gòn hồi hộp Nhất là trong các gia đình người Mỹ Họ tăng cường cảnh giác cao độ Vì vậy mà khi Điền Khắc Kim Lại liều lĩnh đột nhập vào một nhà thiếu tá Mỹ Để cướp hiếp tay sĩ quan Mỹ đã móc súng chống trả Điền Khắc Kim bị trúng đạn vào bụng Quỵ ngay tại chỗ Tại Tổng Y viện Cộng Hòa Này là quân Y viện 175 Cơ thể quấn đầy bông băng ngay trước mũi của những cảnh sát đứng gác ngày đêm. Điền Khắc Kim cưa cổng trốn thoát. Ngay sau đó, Điền Khắc Kim lại đột nhập vào một nhà doanh nhân người Mỹ ở số 190 đường Công Lý, nay là Nam Kỳ Khải Nghĩa, cướp được 5.000 USD và 20 triệu đồng. Cũng với trò cũ, sau khi gom tiền, hắn hám hiếp nữ chủ nhà. Bất ngờ ông chồng về, một cuộc đọ súng nổ ra cả hai tay súng đều bị trúng đạn và nằm quỵ tại hiện trường. Điền Khắc Kim lại vào tù. Lần này trại giam Chí Hòa dành sự quan tâm đặc biệt hơn, nên Điền Khắc Kim hết đường vượt ngục. Tới lúc này, động cơ trả thù nhắm vào người Mỹ của Điền Khắc Kim mới dần được hé lộ qua câu chuyện mà tâm sự với bạn tù. Hận lính Mỹ. Điền Khắc Kim tên thật là Lê Văn Minh, con trai thứ hai trong một gia đình nghèo ở làng Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp. Khi bị cô gái mà hắn tha không hiếp hỏi tên đã kể trên, Minh bị bất ngờ không biết trả lời thế nào nên nói đại cái tên Điền Khắc Kim mà hắn đọc ở đâu đó trong truyện tàu. Để rồi cái tên Điền Khắc Kim đi theo hắn suốt cả đời. Gia đình Minh có bốn chị em, cha mất sớm, toàn bộ gánh nặng gia đình đè lên đôi vai người mẹ ốm yếu. Minh về hàng ngày dậy sớm phụ mẹ bán bánh mì, tuổi thơ vất vả và thiếu thốn khiến mình không lớn nổi gầy gò đen đúa nên có biệt danh là minh con gần nhà minh có cô bé tên diễm nhỏ hơn minh một tuổi nhà diễm cũng nghèo người cũng đen đúa ốm đói như minh con nên có biệt danh là diễm đèo làng hạnh thông tây có nghề làm pháo gia truyền quanh năm suốt tháng đầy những tiếng đì đùng của pháo minh nhận pháo rơi rớt trong làng cất để dành Chờ cho Diễm đi ngang qua đà đốt Ném cho vui Diễm sợ khóc thét lên Mình lại xin lỗi dỗ dành Hai đứa trẻ nghèo cứ lớn dần theo thời gian Tình cảm khác là trong chúng Cũng đâm chồi nảy nở theo tuổi tác Rồi lính Mỹ ồ ạt vào miền Nam Khu vực hạnh thông Tây Mọc đầy trại lính, sở Mỹ Cuộc sống sôi động phức tạp hẳn lên Cái xóm nghèo của Minh Con Bắt đầu mọc lên những quán rượu Nhà hàng, quán bar để lính Mỹ giải sầu. Tuổi 16, Diễm đèo, môi đỏ ửng, ngực đã chớm nở. Một ngày nọ, Minh con bỗng thẫn thờ khi nhìn thấy Diễm lột xác thành một hê ly Diễm trong một quán ba mới mở, mặc váy ngắn cũn cỡn, cầm tay lính Mỹ. Rồi mình cũng bị cuốn vào cuộc sống xô bồ phức tạp đó, trở thành một thằng ma cô chuyên dắt mối cho gái điếm. Làm ma cô phải làm luôn nhiệm vụ bảo kê cho gái điếm. Minh bắt đầu biết đánh đấm, thậm chí đâm chém. Đối đầu với giang hồ từ nơi khác kéo tới. Cậu bé hiền lành ngày xưa đã trở thành thằng ma cô lầm lì với vết sẹo dài vắt qua ma trái, hậu quả của một trận thư hùng. Rồi Minh bỏ nhà đi làm giang hồ. Ở khu vực chợ dân sinh quận 1, định kiếm thật nhiều tiền sẽ quay về tìm diễm. Chưa tới một tháng sau, Minh tình cờ đọc thấy màu tin trên báo một cô gái điếm cỡ 18 tuổi bị một toán lính Mỹ thay nhau hãm hiếp rồi lột chuồng vứt xác ngoài bãi rác ở gò vấp. Nhìn khuôn mặt nạn nhân, mình còn biết ngay là diễm đèo. Hát như điên dại, chạy như bay về hạnh thông Tây. Cũng là lúc cỗ quan tài của Helen Diễm vừa hạ huyệt. Mối tình đầu câm lặng của mình kết thúc quá bi thảm. Minh càng trở nên đầm lì. Hắn tìm mua một khẩu côn 45 với mấy băng đạn dắt vào bụng rồi lặng lẽ đi vào trong đêm tối. Sau đó là hàng loạt các vụ cướp của hãm hiếp nhắm vào gia đình người Mỹ sinh sống trên đất Sài Gòn. Kết cục bệ dạ. Đầu năm 1975, Điền Khắc Kim và một loạt tù trọng án tại quân lao gia định bị chính quyền Sài Gòn đẩy ra quân đảo. Khi quân đảo giải phóng, lợi dụng tình hình lúc giao thời Điện Khắc Kim và nhiều tên tù hình sự khác đã chạy thoát ra ngoài rừng. Một thời gian sau, Điện Khắc Kim đã bị lực lượng quân quản của đảo bắt giữ, đưa về đất liền, giam giữ tại trại giam Vị Thanh tỉnh hậu Giang. Đa số nạn nhân của tên cướp hầu hết là đàn bà con nít, những kẻ yếu ớt cô đơn. Một lần vừa cướp được một chiếc xe đạp trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thì hắn bị công an tóm tại trận, trở vào trại giam. Điền khắc kim vận công gồng bụng làm một vết thương Mỹ bắn ngày nào Được công an đưa vào bệnh viện bình dân cấp cứu 3 giờ sáng Lợi dụng lúc công an gác cửa ngủ gục Hắn lại bẻ còng trốn thoát Tiếng tăm lừng lẫy là thế Nhưng đoạn cuối đời Ngang dọc Điền khắc kim đã tự biến mình thành một tên lưu manh mạt hạ Cái còn lại của hắn Chỉ là những vụ trộm cắp Cướp giật vặt bánh Của một tên hạng lưu bần tiện Lần cuối cùng hắn bị dân phòng phường 12 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh tóm cổ trong đêm khi đang tẩu tán một chiếc xe đạp và mới quần áo cũ vừa trộm được. Khi người vợ nhỏ dẫn ba đứa con nhỏ vào trại giam thăm nuôi, Điền Khắc Kim đã ngượng ngùng cúi mặt. Những thương tích trong cuộc đời giang hồ bắt đầu hành hạ Điền Khắc Kim, để rồi hắn chút hơi thở cuối cùng vào năm 1986 tại trại giam Chí Hòa. Lâm Chín Ngón nặng ân oán giang hồ với cả đại ca thay và nam cam lâm chín ngón có duyên nợ với cả chùm du đãng trước năm 1975 là đại ca thay và chùm xã hội đen sau này là nam cam nếu như đại ca thay đưa lâm chín ngón lên hàng chiếu trên của thế giới giang hồ sài gòn thì nam cam là người đặt dấu chấm hết cho cuộc đời du đãng của lâm chín ngón với cú tản axit kinh hoàng hai lần cứu đại ca thay thoát chết Lâm chín ngón tên thật là Lê Ngọc Lâm, sinh năm 1945 tại Hà Tây. Sau cùng gia đình di cư vào Nam lúc mới 9 tuổi. Năm 12 tuổi, Lâm trở thành trẻ bụi đời, được đưa vào làng Cô Nhi Thủ Đức. Tại đây, Lâm đã lần ra ngoài, nhập vào đám quân bụi đời, bán báo trước làng Cô Nhi. Năm 1963, Lê Ngọc Lâm bị bắt quân dịch, nhưng đã bỏ trốn về Sài Gòn sống lang thang được đại ca thay nhận vào băng du đảng mới nổi lên ở khu gia heo quận 1 có chút học thức đánh đấm giỏi lại lì đòn lâm nhanh chóng được đại ca thay tin dùng không bao lâu lâm trở thành trợ thủ đắc lực của đảng một lần đại ca thay dắt quân tập kích vào khu vực giạp hào huê ở quận 5 là lãnh địa của băng du đảng hắc đạo người hoa do tín mã nàm làm thủ lĩnh băng hắc đạo không đương đầu nổi với băng của đại ca thay nên bỏ chạy say men chiến thắng đại bị băng hắc đào dụ chạy sâu vào trong các con hẻm sau đó hạ cánh cửa sắt bít đường rút đầu các hẻm lại và phản công đại và các chiến hữu rơi vào cửa tử bị đánh chém tơi tả chống cự trong vô vọng lâm đã liều chết mở đường máu tả sung hữu đột giúp đại ca thay tháo chạy thoát thật trong trận này lâm bị chém rớt ngón cái trên bàn tay phải và chính đại ca thầy đặt cho lâm biệt danh là chín ngón từ đó. Lần khác vào năm 1966 tại nhà hàng Olympic, đại ca thầy và các chiến hữu bất ngờ bị đám vệ sĩ của tướng cảnh sát Nguyễn Ngọc Loan tấn công bằng vũ khí nóng, tức là dùng súng. Đại ca thầy bị bắn bẻ đầu gối nằm quỵ xuống sàn. Lâm chín ngón đã lấy thân che đạn cho chủ tướng, vừa bắn chặn đối phương vừa dìu đại ca thầy thoát khỏi chiến địa nồng nặc mùi khoai súng. Cuối năm 1966, Tổng Giám đốc Nha Cảnh sát Đô Thành, tướng Nguyễn Ngọc Loan, mở chiến dịch bài trừ du đáng. Hàng loạt du đáng cộm cán ở Sài Gòn bị bắt, trong đó có Đại ca Thầy và Lâm Chín Ngón. Cả bọn bị chờ ra đảo Phú Quốc ở trại Cầu Sừng. Đầu năm 1967, Đại ca Thầy cùng một nhóm tù du đáng tổ chức vượt ngục với kế hoạch khá mạo hiểm biết cuộc vượt ngục này lành ít dữ nhiều đại ca thầy không muốn cho lâm chín ngón người ơn đã hai lần cứu đại thoát chết tham gia theo ý của đại nếu lỡ có bè nào thì sự nghiệp của đại cũng còn có người đáng tin cẩn là lâm chín ngón nối nghiệp trước khi chia tay không biết là sinh ly hay tử biệt đại bắt lâm thẻ phải bỏ ma túy đồng thời tự tay đại trích một liều ma túy cuối cùng cho lâm chín ngón liều ma túy nặng gấp đôi bình thường ấy đã làm cho Lâm ngủ say như chết. Đến ngày hôm sau tỉnh dậy thì Lâm nhận được hung tin. Đại ca thay và các chiến hữu sau khi ra khỏi trại đã bị phát hiện, truy sát, tất cả đều bị bắn chết. Hai lần giết người trong tù Cuối năm 1969, Lâm được thả về đất liền. Bằng dù đáng đại ca thầy đã tàn giá, không còn chỗ cho Lâm chín ngón sữa. Người kế thừa sự nghiệp đại ca thay không đủ sức xưng hùng xưng bá để thu thuế lấy sâu như trước nữa lâm chín ngón trở lại thế giới du đãng với nghề đi cướp đường bằng xe gắn máy chẳng bao lâu đường phố sài gòn đã bị ám ảnh bởi một tiêm cướp chạy xe như bay thách thức lực lượng cảnh sát lâm chín ngón thường ra tay cướp của trước cửa các ngân hàng nạn nhân là những người vừa lĩnh tiền từ ngân hàng ra cuối năm 1970 Lâm chín ngón run rủi ba chiếc xe Honda 67 và một chiếc xe xích lô khi hắn đang cố chạy thoát sau một vụ cướp rồi bị bắt vào trại giam Chí hòa. Kinh nghiệm ở tù ngoài Phú Quốc trước đó đã giúp Lâm chín ngón nhanh chóng trở thành đại bàng trong trại giam. Cảnh sống trong tù và ngoài đời đối với Lâm chín ngón không khác nhau tức là cũng cướp bóc, ăn nhậu, bài bạc hút chích. Bán thuốc viện ngoài đời đã siêu lợi nhuận bán cái chết trắng trong tù lại càng lời khủng. Mua đất giám thị trại giam, lâm chín ngón độc quyền bán thuốc phiện ở khu FG. Sau đó mon men mở rộng lãnh địa tại toàn trại. Vì vậy mà đụng chạm với cương võ sĩ, một võ sĩ quyền anh nổi danh khắp miền Nam, bị bắt vì tội buôn bán ma túy. Cương võ sĩ là em ruột của Sơn Đảo một trùm rú đáng ở Sài Gòn thời bấy giờ ở bên ngoài. Ngay trong tù, một trận thư hùng đã xảy ra giữa lâm chín ngón và cương võ sĩ kết quả là cương võ sĩ chết ngay lập tức vì nhát dao đâm trúng tim trùm du đãng sơn đảo bên ngoài nhận được tin đứa em ruột bị giết chết trong trại giam trí hòa tức lòng lộn và thề ta mà không giết được lâm chín ngón thì sẽ từ bỏ thế giới giang hồ sơn đảo âm thầm lên kế hoạch giết lâm chín ngón lúc đó trong trại trí hòa có tên tù hoàng đầu lâu vì trên bà vai của y có xăm hình chiếc đầu lâu Hoàng đầu lâu võ nghệ cao cường Mang đai đen tứ đẳng tiên đô Sơn đảo tiếp cận hoàng đầu lâu Bằng cách bỏ tiền Mua một căn nhà mặt phố Đem tặng cho vợ con Hoàng Đang sống chui rúc trong nhà trọ ở nơi hẻm sâu Sau đó Sơn đảo lại Sang một sạp vải ở chợ Cho vợ Hoàng đứng bán Làm kế sinh nhai Hoàng đầu lâu ở trong tù Chấp nhận thực hiện yêu cầu của Sơn Đào lúc ấy hoàng đầu lâu đang mang án tù nhẹ không chung khu vực giữ với tù trọng án nên không thể tiếp cận được với lâm chín ngón sơn đào đã đạo diễn cho hoàng chém một giám thị trại để trở thành tù trọng án sau đó sơn đào tiếp tục lo lót để cho hoàng đầu lâu chuyển sang ở cùng một buồng giam với lâm chín ngón từ sau khi giết cương võ sĩ lâm chín ngón biết sơn đào sẽ tìm cách trả thù vì vậy mà khi nghe câu chuyện hoàng đầu lâu chém giám thị rồi được đưa về giam chung buồng với mình lâm thừa biết hoàng sắp giết ai ngày đầu hoàng đầu lâu vào lâm nhờ người mua một chai rượu dê mi mời hoàng nhậu không chút nghi ngờ hoàng đầu lâu nốc rượu thoải mái sau bao ngày nhịn thèm say rượu hoàng đầu lâu nằm lăn ra ngủ lâm chín ngón lặng lặng nấu nồi nước để tắm khi nước vừa sôi lâm bê nguyên cả nồi ụp xuống mặt hoàng đầu lâu xong rút dao tự chế đâm hoàng tổng cộng 37 nhát cho đến khi nạn nhân tắt thở. Nạn nhân của năm ca. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Lâm Chín Ngón đang ở trong trại giam. Năm 1988, Lâm Chín Ngón được trả tự do sau 18 năm ở tù qua hai thời kỳ. Trở về đời thường, Lâm tỏ ra trí thú làm lại cuộc đời. Năm 1993, Lâm cưới vợ và sinh con Mở một quán thịt chó bình dân trên đường mùng 3 tháng 2 Tưởng như tên trùm du đã ngày nào Giờ đã lo trí thú làm ăn Làm lại cuộc đời Đoạn tuyệt hẳn với giới giang hồ Nhưng nghiệp chứng tiếp tục đeo bám Không để cho Lâm an phận Với cuộc đời hoàn lương Cuối năm 1994 Có ba tên xã hội đen Là chỗ quen biết Và quán thịt chó của Lâm ăn nhậu Rượu và lời ra Chúng kể cho Lâm nghe chuyện bảo kê các cảng cá Vũng Tàu, Long Hải và Phước Tĩnh. Bọn chúng vừa đập phá ở thành phố biển, bị công an tạm giam và tịch thu xe. Bọn chúng nhờ anh Lâm xuống Vũng Tàu, xin lại xe máy cho chúng. Nể tình, Lâm xuống Vũng Tàu, dù đã gác kiếm nhưng uy danh Lâm chín ngón vẫn chưa phai trong giới xã hội đen ở Vũng Tàu. Nhờ vậy mà không khó nhờ anh em xin lại được mấy chiếc xe để trả ơn mấy tên đàn em mời Lâm xuống Vũng Tàu hợp tác làm ăn. Thấy kiếm tiền quá dễ so với tiền lời quán thịt chó, Lâm Chín Ngón đồng ý. Ở Vũng Tàu, sự có mặt của Lâm Chín Ngón đã khiến cho các băng nhóm lưu manh khác khiếp vía giả ra hết. Lâm Chín Ngón chỉ việc trường mặt ra, cảng cá, nhưng không phải mó tay vào bất cứ việc gì. Mọi chi phí ăn uống chơi bời đều được bao cấp, kèm số lương 5 triệu đồng trên một tháng. Thế nhưng chỉ được một thời gian là Lâm chín ngón bị đánh bật khỏi vũng tàu bởi một thế lực ngầm nào đó. Lúc ấy ở Sài Gòn, Nam Cam đã trở thành thế lực ngầm số một. Thế nhưng Lâm chín ngón lại không xem Nam Cam ra gì. Vì trước năm 1975, Nam Cam chỉ là tên đàn em tép diêu của Lâm. Bị đánh bật khỏi các cảng cá vũng tàu, Lâm chín ngón nghi có bàn tay của Nam Cam. Vì vậy mà đi đâu Lâm cũng rêu rao thoá mạ công khai chỉ bới năm cam. Mỗi lần Lâm chủ động mời năm cam đến một nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo ăn nhậu. Khi năm cam bước vào, các tên đàn em đều nhất loạt đứng lên chào anh năm. Lâm chín ngón gầm lên: Thằng năm cam là cái đếch gì mà tụi bay phải bỡ đỡ? Tao coi nó là cái đinh gì? Thằng nào quy định năm cam thì đừng coi tao là đàn anh nữa. Bị Lâm chín ngón chửi bới hạ nhục nhưng nam cam vẫn tươi cười anh lâm say rồi tôi cũng hơi mệt thôi anh em ngồi chơi tôi về trước tối ngày 14 tháng 7 năm 1999 lâm chở vợ và, đứa con trai 6 tuổi đi ăn ở quán lồi cư xá bắc hải quận 10 khi lâm vừa dựng xe cho vợ con bước xuống một kẻ lạ bất ngờ tạt thẳng vào mặt ca đầy axit lâm đau điếng ôm mặt ngã xuống mặt đường quằn quại trận đoàn thủ đã làm lâm biến dạng toàn bộ khuôn mặt, hai tai rụng, mũi rụng, cằm chảy ra dính chặt vào ngực, hai mí mắt cũng chảy ra dính vào nhau gần như mù lòa. dù vậy lâm chín ngón không cho gia đình báo công an, dù lâm thừa biết ai đã hại mình, thậm chí lâm còn cho rằng kẻ hại mình đã chơi đúng luật giang hồ, chỉ xử lâm chứ không đụng đến vợ con y. cho đến tháng 12 năm 2001 khi Nam Cam bị bắt, Lâm Chín Ngón lập tức tìm đến cơ quan công an để tố cáo chính Nam Cam là kẻ chủ mưu trong vụ tạt axit ám hại hắn. Sơn Đào, tên trùm du đáng chết vì lỗ chân châu. Trong những trùm du đáng Sài Gòn trước năm 1975, có một cái tên bị giới giang hồ thời đó rất coi khinh. Do y, do y dựa vào lính rủ Sài Gòn đại quách trương thành thế tranh giành lãnh địa tên du đáng đó có tên là sơn đào sau bao lần vào sinh ra tử cuối cùng sơn đào lại chết vì lỗ chân châu bị một du đáng đàn em trả thù vì tranh giành gái nhờ đi đầy côn đảo sơn đào tên thật là vũ đình khánh sinh năm 1944 tại hà nội năm 1955 cùng gia đình di cư vào vùng Hồ Nai Biên Hòa rồi về quận Tân Bình Sài Gòn Khánh sớm bỏ học đi bụi rồi trở thành du đãng nhóc với chút liếng chữ nghĩa cộng với máu giang hồ có sẵn trong người Khánh sớm trở thành thủ lĩnh của đám trẻ bụi đời ở quận Tân Bình trở thành nỗi ám ảnh của người dân lương thiện nơi đây thực hiện chủ trương vãn hồi trật tự ở Sài Gòn của tướng Nguyễn Cao Kỳ Chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan lập ra một đội quân đặc nhiệm bài trừ du đảng. Vũ Đình Khánh bị bắt trong một lần cướp giật, lãnh án 5 năm tù và bị đẩy ra côn đảo năm 1966 cùng hàng cùng hàng trăm du đảng cộng cán khác. Tại nhà tù côn đảo, Vũ Đình Khánh đã gặp và thọ giáo một tướng cướp, nhà văn lừng danh tên là Sơn Vương, người vào năm 1934 bị thực dân Pháp xử 79 năm tù. Khi gặp Vũ Đình Khánh vẫn còn thụ án. Khánh đổi tên thành Sơn Đào. Chữ Sơn theo tên của ông thầy Sơn Vương, gắn thêm Đào để nhớ về cuộc gặp gỡ ở Côn Đảo. Sơn Đào được thả về đất liền vào năm 1971. Năm 1966, Vũ Đình Khánh chưa được biết nhiều trong giới giang hồ Sài Gòn. Nhưng sau 5 năm ở tù Côn Đảo trở về cái tên mới sơn đào tay du đáng này trở nên có số má thời đó tên du đáng nào chưa trải qua các nhà tù không được giới giang hồ coi trọng với bản án 5 năm lưu đày ở côn đảo khi trở về sài gòn sơn đào nghiễm nhiên trở thành đàn anh được các băng đảng khác kiêng nể sơn đào hùng cứ một phương ở khu vực quận tân bình ban đầu sơn đào đứng ra bảo kê các sòng bạc ai chịu đóng bảo kê cho sơn thì được làm ăn yên ổn Ai không chịu đóng thì trước sau cũng bị cảnh sát tân bình hốt gọn Tiến thêm một bước Sơn Đảo mua lại một sòng bạc đang có nguy cơ phá sản Rồi bằng mối quan hệ ngầm của mình mà lôi kéo các con bạc về Nhanh chóng đưa sòng bạc phát triển với quy mô ngày càng lớn Dù đáng quý tộc Sơn Đảo rất thích thể dục thể hình Y trang bị cho mình cả một phòng tập thể hình thuộc loại hiện đại nhất Sài Gòn thời ấy. Nhờ chịu khó luyện tập, Sơn Đào có một cơ thể thật đẹp, ngực nở phòng, hai cánh tay đồ sổ không thể khép sát vào nách. Với một chút năng khiếu văn chương, lại là một lực sĩ có thân hình rất đẹp. Sơn Đào được xem là du đáng quý tộc. Cũng chính vì được xem là du đáng quý tộc mà Sơn Đào giao du kết thân với giới quân đội Sài Gòn dựa vào họ mà nâng cao thanh thế. Đó là điều mà thế giới giang hồ Sài Gòn không thể chấp nhận. Vì vậy Sơn Đào đã đứng đối lập với thế giới ngầm Sài Gòn. Người ta thấy Sơn Đào thường xuyên sử dụng xe phân khối lớn, đi kè kè với chúng tá Đường, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Dù và người em vợ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thường được gọi là cậu Mười. Cậu Mười xây dựng một tòa nhà 5 tầng trên đường Trương Minh Ký để cho các đại ca giang hồ thuê mở sòng bạc vũ trường trong đó có sơn đảo vừa được sự đỡ đầu của cậu mười vừa chơi thân với sư đoàn trưởng sư đoàn dù thanh thế của sơn đảo càng vững thời ấy hầu hết các vũ trường đều có màn múa thoát y để thu hút khách vũ trường baccarat thuộc loại nổi tiếng nhất nhờ màn vũ thoát y độc đáo một cô gái với thân hình bốc lửa từ từ bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay hoan hô của khách cô gái nhảy múa cuồng loạn theo điệu nhạc, rồi lần lượt từng mảnh xiêm y trên mình rơi dần ra. Cuối cùng chỉ còn đọc một chiếc quần lót thật tiết kiệm vải. Đó là lúc chủ vũ trường khuyến mãi cho khách bằng trò bốc thăm trúng thưởng. Người may mắn trúng thưởng được lên sân khấu để cùng nhảy với cô gái. Sau đó, nếu người ấy dùng răng gỡ được chiếc quần lót của vũ nữ ra, thì cô ấy sẽ thuộc về người ấy cho tới sáng vũ trường Baccarat có cô phụ nữ tên Trang với thân hình bốc lửa bước nhảy điêu luyện đôi mắt như hớp hồn khách làng chơi Trang Baccarat làm điên đảo bao khách làng chơi trong đó có cả sơn đảo chết vì gái thời ấy khu vực bệnh viện Từ Dũ là điểm hút chích nổi tiếng của Sài Gòn tại đây có một tay du đãng chuyên bán ma túy tên là Phạm Bá Y Bá Y bị thọt chân nên được giới du đãng gán cho biệt danh y lết lúc này ở quận tân bình sơn đào cũng đã mở rộng lĩnh vực hoạt động sang buôn bán ma túy biết mình chỉ thuộc hàng đàn em của sơn đào y lết phải từ bỏ món hàng trắng mà sơn đào đang nắm độc quyền quay về bán thuốc viện cò con cho các con nghiện dù vậy sơn đào vẫn ghét y lết một hôm sơn đào đến thăm trang bagarat cũng là lúc y lết đang trồng cây si trước nhà người đẹp. Thấy sơn đào vào, y Lết tỏ cử chỉ trân trọng gật đầu chào rồi xin phép ra về. Sơn đào nghĩ ra trò làm nhục đối thủ trước mặt người đẹp nên hất hàm hỏi y Lết ai cho mày tới đây? Y Lết lúng túng không nói nên lời, miệng lắp bắp: dạ thì tôi đến thăm trang. Sơn đào chưa chịu buông tha, bước tới tát mạnh y và nói ta cấm mày từ đây không được đến đây nếu không đừng có trách đối với bọn du đảng nỗi nhục lớn nhất của chúng là khi bị làm nhục trước mặt người đẹp y lết cũng vậy tên du đảng có thừa tiền nhưng bị tật bẩm sinh này rất say mê trang baccarat nhưng chưa được người đẹp đoái hoài vậy mà bất ngờ y lết lại bị sơn đào đánh làm nhục ngay trước mặt người đẹp mối hận này đối với một tên du đảng tật nguyền là rất lớn không có gì rửa cho sạch về nhà uống rượu suốt ba ngày mỗi lần uống rượu là một lần y cà lết lấy rượu rửa thật kỹ bên mặt bị sơn đào đánh như để rửa nỗi nhục một kế hoạch tàn độc đã lóe trong đầu y cà lết sơn đào có người em ruột rất giỏi võ tên là vũ đình cương có biệt danh là cương võ sĩ cương cùng ông anh mở sòng bạc buôn ma túy một lần khi lấy hàng tức ma túy Cương bị bắt phải ngồi tù trí hòa. Trong khi Sơn Đào ở bên ngoài lo chạy cho đứa em ra khỏi tù, thì một chuyện kinh khủng đã xảy ra trong tù. Vì tranh giành làm đại bảng trong tù, mà một tên du đáng cộm cán khác tên là Lâm Chín Ngón đã đâm chết Cương võ sĩ ngay trong nhà làng. Nhận được hung tin, Cương Đào âm thầm lên kế hoạch giết Lâm Chín Ngón bằng cách bỏ ra mấy trăm cây vàng để thuê một tay giang hồ đang bị giam trong khám trí hòa tìm cách tiếp cận để giết lâm chín ngón người lãnh sứ mạng đó là tên du đãng hoàng đầu lâu thế nhưng khi vợ mới được chuyển đến chung buồng giam với lâm chín ngón chưa kịp ra tay thì hoàng đầu lâu đã bị đối thủ phát hiện âm mưu ra tay trước đâm chết tại chỗ ở ngoài sơn đảo lại lồng lộn thề giết cho kỳ được lâm chín ngón nhưng sơn đảo chưa kịp thực hiện thì chính mình đã bị giết nửa đêm ngày 18 tháng 1 năm 1975, Sơn Đảo cùng Trung tá Đường, sư đoàn Dù, rời vũ trưởng Caritan, Caracho đến bên chiếc xe mô tô 125 phân khối. Sơn Đảo phát hiện bánh sau của xe bị xẹp. Tên trùm dù đãng không hề biết rằng trong lúc hắn đang ôm cô vô nữ trong vũ trường thì ở ngoài có một đứa bé đánh giày được Lết thuê tới xì chiếc bánh xe 125 phân khối. Sơn Đảo dắt xe qua tiệm sửa xe bên kia đường Và nhờ sửa Bất ngờ một chiếc Honda 67 Chờ tới kèm theo tiếng kêu Sơn Đảo Sơn Đảo chưa kịp phản ứng Thì một tiếng nổ vang lên Viên đạn găm vào vai làm Sơn ngã quỷ y lết xuất hiện lạnh lùng Chĩa súng vào Sơn và nói Vì cái tát đó nên mày phải chết Nói dứt lời y lết nã tiếp Hai viên đạn vào bụng Sơn rồi lên xe máy cùng đàn em rú ga bỏ chạy. Thiếu tá đường mặc dù có súng bên người vẫn không dám rút ra mà bỏ chạy theo hướng khác. Sơn Đào được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết sau đó vài giờ. Đám tang của Sơn Đào thật rình rang kinh dị sặc mùi giang hồ. Hàng chục xe jeep chở đầy lính dù với súng tuốt lê trần hộ tống xe chở quan tài chạy khắp khu trung tâm Sài Gòn sang quận Tân Bình, chạy qua vũ trường Krayton. Khi đoàn xe tăng chạy qua khu vực xóm đảo của băng nhóm Icarlet, đám lính dù trên xe chĩa súng lên trời bắn đến hết đạn, như thể với sơn đảo sẽ trả thù. Nhưng đàn em của sơn đảo chưa kịp tìm ra được tung tích Icarlet, thì miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. Sau ngày giải phóng, Icarlet vẫn không bỏ con đường cũ, tiếp tục phạm tội giết người và bị kết án tử hình. Chuyện về tướng cướp bạch hải đường. Đại ca Thay, Điền Khắc Kim, Sơn Đào là những cái tên lừng danh trong giới giang hồ Sài Gòn. Nhưng nếu hỏi tên giang hồ nào nổi danh nhất miền Nam trước năm 1975, nhiều người sẽ trả lời đó là Bạch Hải Đường. Bạch Hải Đường là tên giang hồ duy nhất ở miền Nam mà cuộc đời được viết thành sách, dựng thành phim và tái hiện trên sân khấu cải lương. Bản sao của Điền Khắc Kim Ở Sài Gòn có một Điền Khắc Kim chuyên cướp của và hãm hiếp nhắm vào những gia đình người Mỹ. Ảnh hưởng từ câu chuyện của Điền Khắc Kim ở miền Tây Nam Bộ cũng có một tên du đảng chuyên gây án nhắm vào những gia đình người Mỹ, người nước ngoài nhưng với tần suất và trình độ cao hơn nhiều. Đó là Bạch Hải Đường. Tên du đảng này tên thật là Nguyễn Ngọc Truyện, sinh năm 1950, là con lớn trong gia đình nghèo có năm anh em ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nhà nghèo, chuyện sớm bỏ học, gia nhập đám trẻ bụi đời sống bằng nghề lượm ve chai. Năm chuyện 15 tuổi, do cha bệnh nặng nên cậu phải thay cha làm lơ xe cho những chuyến xe đỏ từ Long Xuyên đi Sài Gòn để kiếm tiền nuôi gia đình. Buồn ba trên những chuyến xe bến phà, tiếp xúc với các anh chị đại ca ở nhiều nơi, máu giang hồ trong chuyện càng có điều kiện phát triển. Năm 18 tuổi, chuyện được cha mẹ cưới vợ, sinh hai đứa con trai. Chuyện bỏ nghề xe lơ, vừa trốn quân dịch, vừa chạy xe lôi đến quê vợ con. Rồi con bị bệnh nặng, không tiền chữa trị. trọng lúc tung quẫn, chuyện liều lấy trộm chiếc xe Honda, bán lấy tiền mua thuốc cho con. Khởi đầu con đường trộm cướp. Bị ảnh hưởng bởi câu chuyện tướng cướp Điền Khắc Kim đăng trên báo. Chuyện cũng trộm cướp nhắm vào người Mỹ. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 1971, chuyện đã đột nhập vào các gia đình người Mỹ 8 lần lấy 5 tivi, 5 máy hát, 4 thùng rượu, 2 thùng thuốc lá. Tháng 4 năm 1971, tần suất trộm cắp của chuyện càng dày đặc với 7 chiếc xe Honda trộm được. Qua tháng 5 năm 1971, số chiến lợi phẩm của chuyện là 20 chiếc Honda. Chỉ trong mấy tháng mà thành phố Long Xuyên có cả trăm chiếc xe Honda bị mất, lực lượng cảnh sát ở đây phải đặt trong tình trạng báo động. Một chiến dịch truy quét quy mô được tiến hành nhưng không thể tìm ra được thủ phạm. Chuyện rất giỏi võ, nhờ theo học một thầy giỏi võ nhất miền Tây. Vụ cướp nổi tiếng làm cho chuyện được giới giang hồ đặt cho biệt danh là Bạch Hải Đường xảy ra vào cuối năm 1971. Sau khi đột nhập vào nhà Đại Quý Triệu, xếp phó lực lượng cảnh sát thành phố Long Xuyên lấy đi nhiều tiền vàng, chuyện ẩn mình ở nhà cô người yêu một cô ghệ nhí khác của chuyện tên lệ bị quá ghen đã báo cho cảnh sát nơi ẩn náu của chuyện chuyện bị bắt và bị đại úy triều đánh đập dã man xong cho hai viên quân cảnh lực lưỡng áp giải về trại giam bị còng tay nhưng khi xe đang chạy chuyện đánh gục hai quân cảnh và người lái xe rồi lao xuống đường tàu thoát sau vụ đó giới giang hồ long xuyên đặt cho chuyện biệt danh tướng cướp bạch hải đường vì nó giống với câu chuyện tên cướp bạch hải đường trong tiểu thuyết và bộ phim đài loan đang rất thịnh hành khi đó là phi Tạc hải đường hồng thách thức mọi trại giam đầu thập niên 1970 cái tên bạch hải đường trở nên nổi bật nhất trong giới tội phạm việt nam lấn át hết những tên du đảng có số má ở sài gòn nhiều giai thoại được đồn thổi rất ly kỳ xung quanh cái tên bạch hải đường báo chí tha hồ thêu dệt bạch hải đường như là tay giang hồ hào hiệp chuyên cướp của nhà giàu chia cho người nghèo chuyên nhắm vào những cố vấn mỹ và các sĩ quan cảnh sát quân đội rồi nhiều cuốn sách kịch bản điện ảnh sân khấu cải lương đã xây dựng nhân vật từ những tình tiết hư cấu này làm bạch hải đường càng thêm nổi tiếng đặc biệt có nhiều giai thoại về chuyện cảnh sát sài gòn bắt giam bạch hải đường như bắt cóc bỏ dĩa vì ý có biệt tài vượt ngục rất thần kỳ. Khi câu chuyện về Bạch Hải Đường đang hồi gây cấn, thì miền Nam được giải phóng. Lúc đó Bạch Hải Đường vừa bị bắt và trại giam. Một ngày sau lợi dụng tình hình tranh tối tranh sáng, Bạch Hải Đường trốn chạy để lại dòng chữ trên tường. Bạch Hải Đường sinh ra không phải để ở tù. Nhưng chỉ ít lâu sau, Bạch Hải Đường lại bị bắt vì tội trộm cướp. Tháng 8 năm 1975, Bạch Hải Đường lại trốn chạy để lại một lá thư xin cách mạng thông cảm và tha lỗi cho tôi vì hoàn cảnh gia đình nên tôi mới trốn và tôi hứa là về tăng gia sản xuất để sống tôi không phạm tội nữa nhưng bạch hải đường không giữ đúng lời hứa cướp 100 cây vàng ở vùng biên giới châu đốc và bị bắt sau khi ba viên đạn bắn vào bắp chân tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm tám mươi bạch hải đường tự tháo còng đục thủng tường trại giam để lại dòng chữ nơi đây không phải trốn dừng bước giang hồ của bạch hải đường một lần nữa tên giang hồ khét tiếng lại đào thoát khỏi vòng vây pháp luật và một cuộc truy bắt nữa bắt đầu rồi bạch hải đường cũng bị bắt sau khi trúng đạn do nhiều lần bị thương không chịu chữa trị xem thường tính mạng nên bệnh tật của bạch hải đường ngày càng nặng dù đã được cán bộ quản giáo tận tình chữa trị lo thuốc men nhưng bạch hải đường không thoát khỏi số phận ở tuổi 33. bạch hải đường bình thản nhắm mắt sau khi đã kể lại toàn bộ tội lỗi của mình trong 13 năm làm tướng cướp và chân thành cảm ơn cán bộ quản giáo lời thú tội của bạch hải đường biết không qua khỏi bệnh tật bạch hải đường xin cán bộ trại giam dây viết để tường thuật về những vụ trộm cướp đáng kể trong cuộc đời của mình trong bản tự khai Bạch Hải Đường kể lại hơn 40 vụ đột nhập nhà các dân biểu Sài Gòn, doanh nhân người Mỹ, cố vấn quân sự Mỹ, nhân viên ngoại giao, cảnh sát, quân cảnh của chế độ cũ. Hầu hết những căn nhà của họ đều rất kiên cố, có lính canh gác 24 trên 24 giờ. Nhưng Bạch Hải Đường luôn ra vào chót lọt, chưa bao giờ bị phát hiện. Trong thời gian đi lấy trộm đồ, tôi toàn vô nhà của nhà giàu có nhà của người nước ngoài nhất là người mỹ bạch hải đường viết mỗi lần bạch hải đường vào nhà ông chủ tên chuẩn chuyên cho bác sĩ nước ngoài thuê do bên dưới có lính canh nên bạch hải đường leo lên vách tường nhà chùa rồi leo qua nóc của nhà bác sĩ chuẩn chỗ mái nhà chui xuống phòng của một bác sĩ người úc đang ngủ trong căn phòng chật hẹp y đã dọn quần áo đồng hồ đeo tay một cái giương lớn quạt máy máy thâu băng ra khỏi phòng mà ông bác sĩ úc vẫn ngon giấc Mai sang hôm sau thức dậy nhìn mái nhà có lỗ thùng bác sĩ này chỉ biết lắc đầu ngao ngán ông chủ nhà tiên chuẩn đã huy động lực lượng tăng cường công tác bảo vệ an toàn cho khu nhà Nhưng chỉ một tuần sau bạch hải đường lại biến thăm khu nhà một lần nữa hắn vào phòng của một bác sĩ người mỹ dọn sạch tất cả đồ đạc có giá trị kể cả vàng và đô la chỉ để lại cho gia đình khẩu súng trong ngăn kéo nhân viên bác sĩ làm việc trong tòa nhà này sau đó đã dọn đi vì không tin cảnh sát có thể đảm bảo cho tài sản của họ được an toàn. Có người còn nghi ngờ hai vụ mất trộm do nội bộ thực hiện, bởi lúc nào lính cũng canh gác rất chặt chẽ ở cửa. Một lần khác, Bạch Hải Đường kể, y đột nhập vào nhà ông Nguyễn Đắc Dần cho mấy kỹ sư người Mỹ thuê. Lọt vào nhà, y thấy hai người Mỹ đang ngủ say sưa. Bạch Hải Đường lấy hai cái dương lớn cho tất cả những thứ cần lấy vào chưa vội rời khỏi hiện trường bạch hải đường còn lân la xuống bếp mở tủ lạnh hắn lôi rượu thịt đem ra bàn ngồi chén say sưa đến gần hết chai rượu vang mới chịu vác hai vali đồ đủ dây qua cửa sổ thoát xuống dưới đất sao hôm sau khiếp vía trước hiện trường để lại hai kỹ sư mỹ vội vã dọn đồ đi nơi khác cũng tại ngôi nhà này vài tháng sau bạch hải đường đột nhập vào phòng của hai người Nhật lấy nhiều tài sản có giá trị. Sau đó vài tuần, Bạch Hải Đường đột nhập vào một căn cứ hải quân Mỹ gần kho xăng quản Trung Hòa. Mấy ngày sau, Y lại mò đến căn cứ Mỹ phía sau ngân hàng tin nghĩa, vào nhà một sĩ quan lấy được một tivi, quần áo, ba cái gương, nhiều tiền đô la Mỹ. Không chỉ vào nhà của các đại gia, sĩ quan ở thành phố Long Xuyên, mà mỗi lần đi thăm bạn bè ở tỉnh nào đó, đêm đến y thường tranh thủ làm vài bộ. Trong một lần qua nhà bạn tên Phước Hùng ở dạch giá Kiên Giang, Bạch Hải Đường cũng đã vào nhà người nước ngoài hai lần. Tại Cần Thơ, y cắt kẽm gai vào khu nhà của một trung ta Mỹ, lấy một bao đồ, máy chụp hình, tivi và một số tiền. Tôi leo lên lầu nhà này thì thấy một chiếc trực thăng đậu trên đó. Tôi leo vào trực thăng kiếm đồ nhưng chỉ lấy được một nón phi công, một đôi bao tay một bao đồ và một sấp giấy tờ. Tôi mang giấy tờ ra xem thì mới biết là nhà của trung tá không quân. Bạch Hải Đường kể: khi thông tin vụ đột nhập này được tiết lộ ra ngoài, lực lượng quân cảnh của chế độ cũ được một phen náo loạn. Sở dĩ Bạch Hải Đường dám liều mạng vào nhà của phi công này là có một lời thách thức từ nhóm giang hồ ở Cần Thơ. Nếu ai vào được nhà của phi công trên, vào được máy bay, mang được chiếc nón phi công ra thì sẽ được tất cả giới giang hồ của Tây Đô tôn làm đại ca, chính thức thống lĩnh toàn bộ thế giới giang hồ ở miền Tây. Tướng cướp nhà văn Sơn Vương và án tù 79 năm. Đầu năm 1969, trên nhật báo tin sáng bất ngờ xuất hiện một thiên phóng sự dài với tựa đề Sơn Vương người tù thế kỷ. Ngay sau đó có tờ báo khác cũng ăn theo với nhiều bài viết về tướng cướp nhà văn Sơn Vương, người vừa được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phóng thích sau khi thụ 34 năm tù. Thế giới du đảng Sài Gòn chợt bàng hoàng về một đại ca mang tổng cộng 79 năm tù. Có số mạng nhà văn tướng cướp. Sơn Vương tên thật là Trương Văn Thoại, con thứ năm trong một gia đình điền chủ giàu có tại làng Bình Nghị thuộc tỉnh Gò Công. Nay là xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang giai thoại kể rằng vào ngày thôi nôi trước mặt cậu bé thoại đặt không biết bao nhiêu thứ từ đồ chơi đến sách vở bút mực và cả vài loại binh khí tiêu biểu nhưng cậu ấm chỉ nhìn lướt qua rồi vồ lấy hai món cây bút và thanh gươm đến tuổi đi học thoại tỏ ra rất thông minh và hiếu học thoại bao giờ cũng hơn hẳn các bạn cùng lớp nhưng khi vừa hết lớp năm thoại nghỉ học trường tây để đi học võ và chữ hán đến năm 1925 khi mới 16 tuổi thoại bỏ nhà đi theo tiếng gọi của giang hồ tìm thầy học đạo cậu gặp được một đại lão sư ẩn danh trên núi rất tài giỏi về võ thuật và được nhận làm đồ đệ rồi thầy trò mai danh ẩn tích năm 1931 sư phụ qua đời thoại hạ sơn trở về sài gòn làm nghề bán sách bên lề đường nơi thoại bán sách đường hàm nghi sau này có các văn nhân ký giả chủ báo cũng đem sản phẩm của mình bày bán trên vỉa hè trong số những chủ báo có ông nguyễn an ninh chủ bút của tờ báo tiếng chuông rẻ kiêm thủ lĩnh đảng thanh niên cao vọng bốn thờ tưởng nguyễn an ninh thoại đã chủ động làm quen và hai người mau chóng thân nhau nhờ sự giúp đỡ và dẫn dắt của nguyễn an ninh cộng với tài năng sẵn có trương văn thoại nhanh chóng trở thành cây viết chủ lực của tờ báo với bút hiệu sơn vương Cách viết của Sơn Vương rất đơn giản, bình dân và dễ hiểu nên đã làm cho bạn đọc ưa thích. Trong những năm 1932 đến năm 1933, Sơn Vương nổi danh như cồn ở Sài Gòn chợ lớn và cả lục tỉnh với hàng chục tiểu thuyết được đăng tải trên báo. Phần đông những sáng tác của thoại là những tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình. Những nhân vật hư cấu được dựng lên là những hiệp sĩ, tướng cướp, nghĩa hiệp, cướp của nhà giàu, đem giúp nhà nghèo. Mãi cho đến sau này, người ta mới hiểu rằng chính Sơn Vương đã dùng tâm trạng con người thật của mình để diễn tả nhân vật trong chuyện. Trong những năm 1931 đến năm 1933, Sơn Vương đã đơn thương độc mã thực hiện hàng chục vụ cướp kinh thiên động địa chỉ nhắm vào các phú hộ địa chủ ở khắp vùng từ Đồng Nai lên đến Sài Gòn chợ lớn rồi dần dần xuống Long An. Tướng cướp bị lưu đày hàng chục vụ cướp táo bạo đã xảy ra Sài Gòn và vùng phụ cận, nhắm vào các nhà giàu và chủ đồn điền Tây. Thiên hạ đồn đại khắp nơi, kẻ khen phục người chê bôi, đi đâu cũng nghe thiên hạ bàn tán. Lúc ấy có tên chủ đồn điền cao su người Pháp vừa bị cướp, vốn là một tên giang hồ thứ thiệt. Hắn tuyên bố thưởng năm ngàn đồng và một phần mười số tiền bị cướp cho bất cứ ai tìm ra tung tích thủ phạm. Tên tài xế năm đường Người chở Sơn Vương đi cướp nhà băng Đã khai báo để nhận thưởng Ngày 16 tháng 8 năm 1933 Sơn Vương bị bắt Bị xử 5 năm khổ sai Và đẩy ra côn đảo Ở côn đảo lúc bấy giờ Đang giam giữ nhiều tù chính trị Đó là những người của quốc dân đảng Hòa hảo, cao đài và Việt minh Sơn Vương được đưa vào phòng số 2 Là phòng thượng phạm Lúc này Nhà cách mạng Nguyễn An Ninh cũng đang bị giam ở đây và hai người gặp lại. Tuy là một tù thường phạm, nhưng tâm tiếng vụ cướp tiền của chủ đồn điện cao su người Pháp khiến hầu hết tù phạm ở đây rất kính nể sơn vương. Nhờ giỏi tiếng Pháp mà mỗi lần tù nhân cần gì với giám thị, sơn vương lại trở thành thông dịch viên bất đắc dĩ. Cuối năm 1933, nhà tù tổ chức một cuộc thi chữ đẹp để tìm người viết chữ tốt phụ giúp làm giấy tờ cho trại. Sơn Vương được chấm đầu và được nhận làm thư ký ti ty ngân khố của Côn Đảo. Từ đó Sơn Vương không còn bị giam trong tủ nữa mà được thả ra ngoài hàng ngày làm việc cho ti ngân khố. Tối về đến dạy học cho cô con gái nhỏ của chúa đảo là Nguyễn Thị Kim Hoa. Năm 1936, Sơn Vương được trả về đất liền và bị giam tại Hà Tiên. Một hôm, viên giám đốc người Pháp bị mất cắp 200 đồng, nghi cho một người Việt làm bồi bàn ăn cắp tên giám đốc đã tra khảo dã man người giúp việc đến chết sơn vương biết chuyện đã hô hào tù nhân nổi lên đập phá khám phản đối viên giám đốc vậy là sơn vương lại bị bọn pháp đẩy trở lại côn đảo trở lại côn đảo sơn vương âm thầm thu nhập tài liệu và Bà viết bài tố cáo chế độ nhà tù hà khắc gửi về sài gòn cho báo chí đăng tải làm tên quận trưởng bị trả về pháp và thay quận trưởng mới Ngày 16 tháng 8 năm 1938 Xuân Vương được trả tự do Đúng một năm sau Cũng vào ngày 16 tháng 8 năm 1939 Xuân Vương lại bị bắt trở lại Vì bị ghép tội du đảng Và bị đưa ra giam Tại trại giam Phu Sát Thuộc Campuchia Chỉ vài tháng sau Xuân Vương cưa cửa tù trốn thoát ra Thái Lan Rồi ông lại bị bắt Khi tìm cách trở về Sài Gòn Với tội vượt ngục Sơn Vương bị kết án 10 năm tù và bị giam ở phòng 17 thuộc Bon Catina cho đến đầu năm 1942 thì một lần nữa lại bị đẩy ra côn đảo. Muốn làm chúa đảo. Ngày 19 tháng 3 năm 1945, quân Nhật chiếm côn đảo và bắt giam viên giám đốc nhà tù côn đảo người Pháp. Đến cuối năm 1945, Việt Minh giành quyền kiểm soát côn đảo việt minh đã cho tổ chức bầu cử và trương văn thoại được bầu làm chủ tịch ủy ban hành chính côn đảo ở vị trí này sơn vương tưởng như mình đã trở thành chúa đảo sơn vương cưới cô bé học trò ngày xưa nay đã trở thành cô giáo lệ hoa xinh đẹp và dịu dàng một đám cưới lớn nhất côn đảo được diễn ra người ta đồn thổi rằng sơn vương còn muốn côn đảo chính thức trở thành một quốc gia độc lập đồng thời tự xưng là quốc vương khi quân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam, chúng đem ba chiến hạm ra chiếm lại Côn đảo vào tháng 4 năm 1946, bắt giam lại tất cả tù nhân. Riêng Sơn Vương mới vào tù đã bị một người tên Đinh Công Thành tố cáo với bọn Pháp là thành phần nguy hiểm, vì vậy mà bị giam riêng và bị đối xử khắc nghiệt hơn những người khác. Có một người tù tên Út vì thù hẳn mà bịa chuyện. Sơn Vương đang giữ tấm bản đồ kho tàng châu báu của vua Gia Long giấu lại trong thời gian chạy trốn Tây Sơn năm 1783 báo lên mật thám pháp tưởng thuật bọn pháp tra khảo sơn vương dã man đến nỗi sơn vương chịu không nổi nhận đại là có và đã vẽ một bản đồ ma cho bọn pháp rồi vì tội vẽ láo đó mà sơn vương lại bị đánh đập thê thảm hơn giữa năm 1947 sơn vương bị đưa về sài gòn ra tòa với hai tội danh là cưỡng hôn cô vợ lệ hoa và giết một người tù tên quýt lãnh bản án trung thân ngày 8 tháng 8 năm 1953 trong một buổi đi làm lao động bất ngờ Sơn Vương chạm mặt với út người đã tố cáo Sơn Vương có bản đồ kho báu quá cầm tức Sơn Vương đánh chết tên út thêm một án trung thân nữa và Sơn Vương bị đưa trở lại côn đảo vào thời đó bản án trung thân được tính là 32 năm như vậy tổng cộng các bản án tù mà Sơn Vương bị phạt là 79 năm. Đến ngày 18 tháng 11 năm 1968, tức sau 34 năm thụ án, Sơn Vương được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ân xá, trở về đời sống bình thường. Cuộc trở về của Sơn Vương là dịp để báo chí Sài Gòn thổi bùng cuộc đời của người tù thế kỷ như là huyền thoại. Nhưng lúc bấy giờ, Sơn Vương đã già yếu, trở về sống ẩn giật trong một căn nhà nhỏ Nằm trong hẻm đường Nguyễn Cư Trinh, Sài Gòn Bà mưu sinh bà nghề làm thầy thuốc nam gia truyền Ông mất năm 1987 Tại quê nhà Gò Công Hội ký Máu Hỏa Nước Mắt Năm 1980 Trước khi về lại Cô Hương Gò Công Ông đã ký tặng chính quyền cách mạng Một tập bản thảo đánh máy dày khoảng 600 trang Tập bản thảo hồi ký này có tên Máu Hỏa Nước Mắt Hiện đã tại Bảo tàng Côn Đảo chủ yếu nói về những năm tháng khắc nghiệt trong nhà tù côn đảo. Ngay trong phần mở đầu bản thảo hồi ký có tên máu hòa nước mắt, ông đã viết: Tại sao tôi đi ăn cướp và tại sao tôi phạm tội giết người? Ông viết tiếp: Ăn cướp để làm gì? Điều này tôi không cần nói rõ chi tiết vì đã có vong linh một số nhà cách mạng đàn anh quá cố và một số gia đình lao động ở bàn cờ xóm trẻ bị cháy nhà từ ba mươi năm từ ba mươi mấy năm về trước hiện nay còn sống chứng kiến cho tôi một điều tôi hãnh diện và tự an ủi lấy tôi là hai lần bị bắt về tội cướp người ta tra tấn tôi đủ thứ cực hình để sát hạch tôi ăn cướp lấy tiền để làm gì và trao cho những ai thì trước sau tôi vẫn một mực khai rằng trời đĩ và thua cờ bạc mà hết chứ không hề khai một lời nào có thể can danh phạm nghĩa đến các bậc đàn anh vì hành động mạo hiểm đó đều do tôi tự động chứ không ai xúi bảo nghĩa là các nhà cách mạng đàn anh không hề hay biết những món tiền tôi đưa ra là tiền ăn cướp nhà chức trách pháp hồi ấy không tin họ khảo tôi là tôi cứ dáng chịu đòn vì tôi tự xét các anh ấy mà được tự do hay còn sống là xã hội được nhờ Trái lại tôi bất quá là một kẻ vô danh tiểu tốt, có chết đi cũng không liên quan gì đến việc đòi hay việc nước. Vậy tôi đi ăn cướp lấy tiền là để chơi đĩ và thua bạc. Mặc dù tôi không bao giờ bước đến ngưỡng cửa lầu xanh, cũng như không cầm bộ bài cào hay bộ tứ sắc mà chia cho các tay con để chung tiền hay hút bạc. Những bông hồng trong thế giới du đáng ta gọi tên em là yêu nữ, là loài ủy mị gái hồ ly. Đó là hai câu cho một bài thơ khá nổi tiếng, sau đó được phổ nhạc của một thi sĩ trẻ ở Sài Gòn trước năm 1975. Bài thơ đó được tác giả viết tặng một yêu nữ có thật ở ngoài đời tên ở Lệ Hải, một chùm du đảng. Những yêu nữ khuấy động giới giang hồ Sài Gòn không thua kém các đồng nghiệp nào lá ngọc cành vàng một cô gái con nhà giàu xinh đẹp đã đem lòng yêu đại ca thay một chùm dù đáng thất học trong một lần gặp gỡ dù cuộc tình giữa họ chỉ kéo dài chưa tới một năm nhưng chính mối lương duyên này đã sản sinh ra một yêu nữ trong giới giang hồ sài gòn người con gái đó có tên thật đẹp lệ hải biển nước mắt tuy vậy cuộc đời cô không có nước mắt mà trái lại rất dữ dội. Đúng hơn là chính cô đã làm cho bao người, nhất là đàn ông si tình đau khổ đổ nước mắt thành biển. Sinh ra trong một gia đình giàu có ở Sài Gòn, Lê Hải được cha mẹ cho lên Đà Lạt học trường Pháp rất nổi tiếng, có tên là Chim Non. Rồi trở về Sài Gòn học tại trường Rồng Sơ Sen Pao, trường Marie Curie, cho đến khi đậu tú tài một Thời đó đầu thập niên 1960 Ít có con gái học cao Nên một cô gái học tới tú tài một như Lệ Hải Là chuyện hiếm Ngay từ thời còn học trung học Lệ Hải đã nổi tiếng là người khiêu vũ rất đẹp Lúc nào cũng là cục nam châm thu hút đám con trai Nhưng Lệ Hải lại chúa ghét những cậu ấm con nhà giàu Cô chỉ cảm thấy hứng thú với những người đàn ông từng trải Sau khi đậu tú tài một Lệ Hải được gia đình cho đi du học Pháp Nhưng có lẽ do gia đình quá giàu Học cũng chẳng để làm gì Cô ở lại Sài Gòn ăn chơi Lệ Hải có một cô bạn thân Là em ruột bác sĩ nghiệp Một chiến hữu của đại ca thay Chùm du đáng giang hồ lúc bấy giờ Lệ Hải và đại ca thay Tình cờ gặp nhau Nhân tiệc sinh nhật của bác sĩ nghiệp Ngay từ lần gặp đầu tiên đó Trai anh hùng và gái thuyền quyên đã phải lòng nhau Lệ Hải trở thành người tình chính thức của đại ca thầy Họ sống với nhau như vợ chồng Lệ Hải bỏ nhà đi sống bụi Với tay trùm du đáng Chưa đến một năm Lệ Hải chia tay đại ca thầy trở về với gia đình Trở thành yêu nữ Sau khi chia tay đại ca thầy Lệ Hải lấy chồng là một nhà kinh doanh người Nhật Tên là Nobiza Thành viên trong công ty Natison Mê mệt người đẹp Ông chồng người Nhật thường xuyên đến Sài Gòn để hầu hạ cung phụng. Nhưng khi ông Nobiza trở về Nhật, Lệ Hải lại cặp bồ với nhiều nhân vật cộm cán khác, như viên thiếu tá không quân tên N, hay một ông dân biểu triệu phú tên L. Một buổi tối, rời khỏi vũ trường dít, Lệ Hải ra xe hơi để về nhà. Bất ngờ một tay chơi người biệt gốc Pháp, tên là Vincent, tới giờ trò với Lệ Hải gã đàn ông miệng nồng nạc hơi rượu cùng vài đàn em bậm trợn đứng càn đầu xe lệ hải và nói điểm này hoặc là em về với anh hoặc là em phải ngủ ở lề đường nhận ra gã đàn ông si tình luôn đeo bám cô như đỉa đói trong vũ trường lệ hải bình tĩnh cười rồi nhỏ nhẹ đưa đầy em cũng muốn đến với anh nhưng như một người tỉnh nhưng như một người tình lâu dài chứ không phải chụp giật chỉ trong một đêm. Em muốn tối mai anh tỉnh táo đi chơi với em, đưa em về. Chúng kế, cây đầu nóng của gã người Pháp bỗng dịu trở lại, khoát tay cho đàn em nhường đường cho người đẹp. Đêm ấy, vì quá phẫn uất trước việc ven xin dám hỗn với mình, lệ hải không về, mà lái xe đến nhà tầm nhái cũng là một người si mê lệ hải. Tối hôm sau, cũng tại vũ trường dịp, gã si tình ven xin hí hừng chờ đợi đưa lệ Hải vào thiên đường, thì bất thình lình bị tầm nhái, dí sát súng vào ngực và bóp cỏ. Vincent Sen chết ngay tại chỗ, cảnh sát không tìm ra hung thủ. Đến cuối thập niên 1960, Lệ Hải đã chính thức gia nhập vào thế giới du đảng. Khác với các chùm du đảng phái mày dâu, Lệ Hải không cần bảo kê mở sòng bạc bán ma túy Mà chỉ cần bắt các đại gia cung phụng tiền bạc Để mình và đàn em đi đập, đi đập phá Những người chồng hờ ấy Chỉ là thứ để Lệ Hải trang điểm cho cuộc sống Còn nhu cầu tình yêu và tình dục của cô lại dành cho một chỗ khác Lệ Hải chỉ thích những chàng trai trẻ non nớt về tình trường Sài Gòn thời đó bỗng xôn xao hoang mang Với chuyện thỉnh thoảng lại có một thanh niên học sinh con nhà lành nào đó bị bắt cóc một cách bí ẩn để rồi mấy ngày sau nạn nhân trở về gia đình với dáng vẻ bơ phờ nhưng không hề hé môi kể với cảnh sát về những chuyện đã xảy ra với mình sau những cuộc mây mưa với chàng trai mưa lớn nào đó nữ chúa lệ hải đều trân trọng cảm ơn người tình và giàn mặt tất cả những chuyện ở đây chỉ có tôi và anh biết anh không được tiết lộ cho bất cứ ai khác nếu như anh còn muốn sống. Cuối tháng Tư năm 1975, Lệ Hải cùng người chồng hờ vượt biển đến Úc. Từ đó họ định cư ở Anh Quốc. Tại đây cô lấy một người chồng gốc do Thái là chủ một nhà hàng khách sạn lớn. Cô sinh con và sống khép mình trong gia đình như cố quên đi những năm tháng dữ dội của thế giới du đãng ở Sài Gòn. Chị Linh của giới giang hồ khoảng năm 1963 đến năm 1964, đám trẻ bụi đời khu vực cầu muối và tôn đàn bên quận tư thường xuyên va chạm đụng độ với bọn giang hồ nhí ở khu vực cầu kho quận 1. Chính từ các cuộc thư hùng này, một nữ giang hồ nhí có cái tên rất tây là Jack Queen, đã trưởng thành và nhanh chóng nổi tiếng. Jack Queen thường phụ mẹ bán mắm ở chợ cầu kho không được học hành, người mẹ thì suốt ngày lo buôn bán, nên cô gái đã bị đám giang hồ nhí ở cầu kho lôi kéo vào các cuộc đụng độ với giang hồ nhí của quận tư. Ra đời năm 1950 là hậu quả sau một cuộc càn quét của lính Lê Dương Pháp và ngôi làng Tân Hạnh Đông gò vấp. Giác có màu da tối sẫm, tóc quăn, vóc dáng to lớn, càng lớn lên cô càng tỏ rõ nguồn gốc Lê Dương của mình với cách nói năng hùng hổ tính tình như con cha. Các cuộc đụng độ của Giang Hồ Nhí hai quận cuối cùng cũng được đôi bên thương lượng theo cách. Mỗi bên cử ra một đại diện để tỉ thí với nhau. Bên nào thua phải quy phục bên kia. Phía bên Giang Hồ Nhí cầu muối tôn đàn quận tư cử ra một thằng du côn có biệt danh mặt chuột, rất lì lợm, chuyên đánh cận chiến. Bên phía cầu kho quận một cử ra giác quyền. Cuộc tỉ thí diễn ra trước sân chợ cầu kho. Xung quanh có khoảng 50 trẻ bụi đời ở hai bên, họ reo ủng hộ gà nhà. Sau khoảng 10 phút, cô gái nhanh chóng đè ngửa đối thủ cưỡi lên bụng. Vậy là phe cầu kho độc chiếm cả khu vực. Còn cô gái Lai like Giác Quyên thì được bọn nhóc tôn làm thủ lĩnh của cả hai phe. Bước sang tuổi 15, Giác Quyên đã thực sự trổ mã và trở thành nạn nhân của người cha dượng bất nhân khi lính mỹ bắt đầu đổ quân ồ ạt vào miền nam giác quyên cặp kẻ với một thằng lính mỹ cũng đen thui như cô giác quyên rời khỏi quầy bán mắm của mẹ ở chợ cầu kho xin đi làm ở một quán bar trên đường nguyễn cư trinh là gái bán bar nhưng giác quyên coi mình như chủ các cô gái làm cùng và cả chủ quán bar ai cũng sợ một điều chị lên hai điều cũng chị lên dù đã đi bán bar nhưng nhờ có tiền Giác Quyên vẫn duy trì được một nhóm du đáng dưới trướng để sai vạt và để gây áp lực với chủ quán. Ngày mẹ mất, Giác Quyên về chịu tang đúng ba ngày. Sau khi chôn cất mẹ xong, cô gái trở về nhà gặp người cha dượng và nói Tôi rất hận ông, nhưng lâu nay vì thương mẹ mà tôi nhẫn nhịn im lặng. Giờ mẹ tôi đã chết, tôi và ông phải ân oán cho sảng phẳng xong đường ai nấy đi. Dứt lời, Trước mặt nhiều người, giác Quyên rút lưỡi lê đâm thẳng vào hạ bộ ông cha dượng. Ông dượng gà mấy nhát rồi bỏ đi, mặc cho lão ta nằm kêu la đau đớn. Mỗi lần, một trung sĩ biệt động quân tên rực đen, vì bực chuyện gì đó mà rút dao gam ra dọa giác Quyên. Giác Quyên vỗ đổi thách thức, rút dao mà không dám đâm thì về chui vào quần vợ mày đi. Mất mặt và sôi máu, được đèn đâm thẳng dao vào bụng giác quyên nhưng vì sợ nên để nguyên không rút dao ra giác quyên vẫn ngồi yên tại chỗ tay bịt vết thương miệng cười nói ta mà không chết thì mày và con vợ mày phải chết sau bữa đó rực đèn lần trốn nhưng vẫn bị chị lên tìm được tại một quán nhậu và trả cho hắn năm nhát dao và bụng bằng chính con dao mà hắn đã đâm cô lành bệnh được đen sợ bị đào ngũ nên trốn mất tâm. Sau vụ được đen, uy danh của Giác Quyên càng nổi trong thế giới du đảng giang hồ Sài Gòn. Tiếp theo là vụ Giác Quyên làm gọi đám lính dù bảo kê các quán bar đường Nguyễn Văn Thoại, đụng độ nhau trong quán ba chỉ Linh hẹn với toán lính dù đúng 22 giờ đêm gặp nhau tại xa lộ Đại Hàn để phân tài cao thấp. Đó chẳng qua là kế điệu hộ ly sơn vì khi đám lính dù kéo đến chỗ hẹn thì giác quin dẫn đàn em xông vào đến quán ba lớn do bọn này bảo kê đập phá tanh bạch khi bọn lính dù trở về từ điểm hẹn giác Quyên đón đường đánh từng thằng một làm mấy chục người đi nhà thương giác Quyên kết thân với nàng tiên nâu lao vào cờ bạc ba vốn liếng kiếm được cứ lần lượt đội nón ra đi cờ bạc của ma túy đã làm cô khánh kiệt một buổi tối khi đang ngồi phê thuốc. Giác Quyên bị hai kẻ lạ mặt xông vào, xả dao chém cho tới khi cô gục ngã bên bụng máu. Ra khỏi viện, Giác Quyên sống vất vưởng quanh khu cầu kho quận 1, kiếm ăn như những kẻ bụi đời đường phố. Sau ngày Sài Gòn được giải phóng vài hôm, một buổi sáng người ta thấy Giác Quyên nằm chết cứng trên vỉa hè quận 1, nơi cô từng có một thời ngang dọc. Không người thân, các chiến hữu cũ cũng đâu mất giác quyên từ giã cuộc đời trong cô độc và nghèo khổ